Giờ này chúng tôi ăn yên ở yên mà bây giờ bắt đầu tôi phải đi thì chẳng trước khi đi tôi chết là tại đó luôn. Dạ, không không muốn sao nữa. Không thôi bà cứ nghỉ đi nha. Còn cái cố gắng để kêu cứu và cầu chạy và cầu xin nha. Dạ. 144 người đã gia đình ký rồi. Dạ. Và ký tên và nộp đơn lên cho thị trưởng quý sạc. Tụi tôi nộp đơn rồi, hồi tháng 2 tụi tôi đã nộp đủ 144 chữ ký lên với thị trưởng quý sạc mà không thấy trả lời hết, không thấy hội âm, thành thử không biết sao. Nhưng mà Tiffany Phan hôm họp vừa hôm qua thì có hứa với tụi tôi là anh có nói hoàn cảnh cha mẹ đi hết đi vượt biên qua đây mà sử dụng sexiness để mà sống hoàn quốc. Hello, chào các bạn. Cảnh của tụi tôi, thằng tụi tôi hứa là sẽ giúp đỡ những người già cả, những người tan tật, những người lớn con như tụi tôi được sống như vậy, đó là hạnh phúc nhất. Nhưng mà tụi tôi đã nộp đơn, chỗ nào cũng hứa hết, nhận đơn, phát đơn, nhận đơn, và hứa với tụi tôi 3 năm. Xin chào. Rocky. Làm mà đi được đâu, thì chúng ta chỉ có hâm lết thôi. Mà hôm đó là chỉ có chết, chỉ chẳng là chết ở đây còn hơn là đi đâu chỗ ở bên cạnh hàng xóm của ông Mỹ. Cảm ơn bác. Hôm nay trời đẹp lắm, đi ra ngoài. Chị thấy được qua cái sự trình bày của chị Lê Chi và các cư dân trong khu vực đó, họ đứng trước một tình trạng là stressful. Những người là bị căng thẳng và sợ hãi, thưa quý vị. Chắc các bạn cũng xem được rồi, nhưng mà đây lên sàn lấy cái bằng chứng này lên để cho các bộ đoàn chống cộng ở Hải Ngoại đấy. Nó nhìn nó suốt ngày nó lên đây nó khoe nước Mỹ trở thành những đứa homeless trên cái thành phố tại Silicon Valley và tương lai của nó vô định, thưa quý vị. Trước hoàn cảnh rất bi đát, mọi người cứu tôi với, trời ơi bây giờ làm sao đây. Hello, chào cả nhà. Hôm nay trời đẹp á, đi ra ngoài này uống cà phê. Chào các bạn nhá. Mời các bạn uống cà phê. Và cái trời thì đẹp nhưng mà bây giờ bên Úc là bắt đầu vào cái mùa là hắt xì hơi, sổ mũi, rồi ngứa cổ, ngứa mắt, ngứa tai, rồi ầm ĩ hết cả lên. Đấy là ở bên này có cái bệnh như vậy, bệnh gọi là hay fever, dị ứng hoa cỏ ấy. Nó bị những cái hoa này này, cái phấn hoa này này, nó sẽ làm cho mình bị dị ứng. Rất nhiều người bị. Có những người sang đây hàng mười mấy, hai chục năm ấy, ngày xưa người ta không có. Xong rồi bây giờ là người ta kiểu cơ thể nó yếu, cái sức đề kháng nó không còn mạnh nữa như lúc trẻ thì bắt đầu họ lại bị. Nhiều người không bị thì ok. Xin chào tất cả các bạn nhé. Đấy, các bạn vừa xem một cái clip của bên Mỹ nhá, rõ ràng bên Mỹ nhá, không để bỏ là cộng sản tuyên truyền. Chào tất cả các bạn, chào Hằng Phạm, Hoàng Trần, chào Hữu Trần, chào tất cả các bạn ở trên này nhá. Sao các bạn thấy cái tình hình vuông tròn méo bây giờ, tình hình nó xẹp xuống chưa? Thấm khổ quá cơ. Đấy. Vừa xem đấy, cái clip mà những cái người già ở bên Mỹ không có nhà để ở, sống ở trên cái đời này á, có một cái gì mà đau khổ nhất là một con người không có một cái chỗ để ở, không có cái nơi để mà là gọi là cái nhà của mình, đúng không? Nhà cho dù xấu, cho dù nghèo, cho dù như thế nào đi chăng nữa, nó cũng là một cái nhà. Nhưng mà khổ nhất là mình không có một cái nhà, một cái nơi đàng hoàng để mình ở. Cho nên những cái cụ già mà ở bên Mỹ đấy, cho dù có thể là cái thời trẻ người ta không chịu khó làm ăn, rồi người ta không nghĩ đến nhà cửa, hoặc là người ta có nhà cửa nhưng mà con cái nó sống với con cái không có hợp, rồi người ta xin ra ngoài người ta ở. Nhưng mà những cái trường hợp mà có nhà đi xin ra ngoài ở thì không có. Tại vì thường ấy, nếu mà mình mà có nhà mình đi xin nhà housing ấy, thì
chính phủ nó không cho, tại vì nó chỉ cho những cái người mà thu nhập thấp này, già rồi bị giống như là bị bệnh hay là như thế nào đó thì nó mới cấp cho thôi, nhưng mà nhà bây giờ khan hiếm lắm, không phải ai cũng xin được đâu. Dù thân thiện xin chào cả nhà. Nhà nuôi nhiều chó vậy trời, đâu có, nhà Lisa chỉ có một con thôi, nhà hàng xóm á, nhà bên cạnh. Em chào chị Lisa Vũ, chào Hiếu Trần. Thấy thương ghê, người Việt Nam mà kêu Mỹ cứu. Đấy, cái này là phản ảnh cái những cái bọn mà ba que sỏ lá nó sống ở bên này mà nó cứ sĩ diện ấy. Mình ghét nhất những cái người như vậy, sĩ làm Phật phân ra nhưng mà lại cứ thích khoe sống cái kiểu đấy thì khổ cả đời thôi, được cái mẹ gì đâu mà khổ lắm cơ. Ở bên này các bạn nó biết không, tuy rằng cuộc sống ok, nói là cuộc sống mình hiện đại mà, hiện đại thì mình muốn có những cái thứ hiện đại thì mình phải bỏ công bỏ sức ra nhiều, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình đi xe đạp thì mình không cần phải đổ xăng, đúng không? Nếu mà mình muốn cái xe máy thì mình phải đi cày để mình mua cái xe máy. Mà mua xe máy là phải đổ xăng. Đó. Thì khi mà người ta đi xe đạp, người ta cứ bon bon, người ta chỉ mất cái công cái sức người ta đạp. Nhưng mà cái người đi xe máy phải nghĩ đến hết xăng thì phải đổ xăng, đúng không? Đó, bây giờ ở bên này này, những cái trường học ấy, người ta khuyến khích mọi người đi xe đạp nhiều để cho cái thứ nhất là cơ thể khỏe mạnh. Cái thứ hai là cho môi trường trong sạch. Đó. Thì ngày xưa Việt Nam mình là hoàn toàn là dùng những cái rất là thiên nhiên. Dùng sức người rồi dùng những cái rất là thiên nhiên, thì bây giờ cái nơi này bên này á nó hiện đại quá rồi, bây giờ nó lại muốn trở về cái thời cổ ngày xưa. Đó. Mày cứ chế giễu. Đứa nào đây này, có ba que nhảy vào đây à? Chim mì Nguyễn. Mày cứ chê tư bản mà mày cứ thích ở xứ tư bản. Có nghĩa là ở xứ tư bản là không được chê, đúng không? Hả? Nó cho chúng mày ăn cứt, chúng mày cũng phải ăn à? Chúng mày cũng phải khen à? Hả? Đồ ngu. Cái loại chúng mày là cái tư tưởng á, ngu si đần độn bất chi tồn. Cầm đuôi con chó không biết vái nó ở đâu. Đúng không? Có nghĩa là chúng mày ở những cái xứ tư bản này á, nó chửi chúng mày cũng phải câm họng, phải không? Hả? Nó bảo chúng mày là đồ ngu, chúng mày cũng phải im mồm, đúng không? Chúng mày không được chê, chúng mày không được nói cái gì, lúc nào cũng phải nhe răng ra để khen chúng nó hả? Hả? Sao cái tư tưởng của chúng mày á, sao? Ngu thế? Hả? Sống ở bên này, chúng mày á, nói người ta đứng lên để biểu tình, để cái mà bố chúng mày, nhưng mà chúng mày bên này cái gì cũng phải khen chúng nó hả? Cứt nó ỉa ra vào mồm chúng mày, thối chúng mày cũng phải khen chúng nó là thơm à? Có phải là như vậy không hả? Cứ động há mồm ra nói cái mày chê tư bản, sao mày cứ sống ở tư bản, mày lên trên YouTube, lên trên gì xem mà cái dân ở bên này người ta chê như thế nào. Cái gì không đúng, cái gì không phải, cái gì không hay mình cũng phải nói, không có nghĩa là mình sống ở bên này là mình phải khen chúng nó, đúng không? Nó ỉa mồm mày, mày cũng phải khen à? Đồ ngu mẹ, cái loại tư tưởng chỉ thích lệnh bợ người ta thôi. Mày bỏ bao nhiêu tiền được qua xứ? Mày bỏ bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Cái gì? Thằng chim Nguyễn nó nói mày bỏ bao nhiêu tiền được qua xứ tư bản. Vậy con ngu dốt. Tao ngu dốt thì tao làm gì có tiền để mà qua đây, đúng không? Đúng không? Cái loại mày, cái bỏ bao nhiêu tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là mày được vào nhà người ta mày ở.
Cái đó mới là vấn đề. Tại sao chúng nó cho chúng mày tụt quần chạy sang đó? Chúng mày không mất đồng nào, đúng không? Chúng mày có mất đồng nào không? Có những thằng á, không phải là cái gì á, nhưng mà chúng nó giàu, chúng nó đút nót cho cái bọn ngày xưa ở lãnh sự quán này kia các thứ để lấy cái thị thực để tụt quần chạy, chen lấn xô đẩy nhau để chạy, đúng không? Tại sao nó cho người Việt tị nạn ở những cái nước này? Tại vì nó mang bom mang đạn nên nó đánh người Việt Nam, cho nên nó phải kêu mang, nó phải đền cái cho người Việt Nam, hiểu chưa? Cái loại chúng mày ngu khó đào tạo, không biết ngu tự cấy hay là ngu ngu bẩm sinh không biết hả? À, vậy Diệu San em chào chị, chào các em nhá, chào tất cả các bạn. Hay nắm đi Sở Vũ. Không phải cái bọn này á, phải cho vào mặt chúng nó, phải đập vào mặt chúng nó, chúng nó ngu lắm. Chị sao Việt Nam một cái gì? Chị ra Việt Nam kiểu bé mà có cái nhìn về Việt Nam rất chuẩn. Tại vì mình người Việt Nam mà. Rocky, shut up! Nụ ba que mất dạy. Cái gì? Lũ Cộng sản Việt Nam mới là lũ ăn cướp tàu cộng. Lại thằng Cuba phải không? Này nói về ăn cướp tàu cộng hả? Chúng mày ăn cướp tàu cộng bao nhiêu năm rồi? Hả? Chúng mày đi sang đây hơn 40 năm rồi đúng không? Chúng mày ăn cái đồ gì của người Việt Nam? Hả? Hay là chúng mày hốc toàn đồ Trung Quốc thôi? Hả? Không có Trung Quốc. Trung Quốc á, trước khi Mỹ nó bỏ chúng mày đúng nó đi năm 73 đó, thì nó đã bắt tay với lại Trung Cộng rồi. Và Trung Cộng nó mở đường cho Trung Cộng vào chiếm hai cái đảo rồi năm 74, đúng không? Đó. Chúng mày dâng hai cái đảo đấy để bồi thường, để trả nợ cho bọn Mỹ, nó đã viện trợ cho chúng mày mấy chục năm, đúng không? Nó bắt tay với Trung Quốc, nó làm ăn với Trung Quốc. Và chúng mày khi chúng mày bước chân sang bên Mỹ là chúng mày chỉ tọng được hàng Trung Quốc thôi, đúng không? Chứ chúng mày đâu có ăn cheese, ăn bơ như chúng nó đâu, đúng không? Cái loại chúng mày hốc còn nhiều hơn người Việt Nam nữa chúng mày à. Nếu mà chúng mày nói ăn cướp của Trung Cộng ấy, chúng mày ăn cướp của Trung Cộng mấy chục năm rồi hả? Rocky! No! Come here! Không có cãi nhau với chúng nó. Mình cãi nó là nó lại cãi lại mình, đúng không? Đấy. Bọn chó hai bên hàng xóm đang chửi nhau. Cô cái gì bán đến mà mẹ mày lũ bỏ đỏ cộng sản bán đào cho tàu cộng là lũ bỏ đỏ vậy á. Năm 74 cộng sản đã vào Sài Gòn đó, đúng không? Năm 74 là chúng mày đã dâng cái hai cái hòn đảo đấy cho Trung Quốc rồi. Năm 79 là Trung Quốc nhảy sang đánh Việt Nam thì chúng mày nhảy lên, chúng mày heo gieo hò, đúng không? Nhưng mà người Việt Nam có thua chúng nó đâu, có thua Trung Quốc đâu, đánh nhau với Trung Quốc rồi đuổi người Trung Quốc đi về nước. Chúng mày có xích dép được bò đỏ không? Hả? Đó, chúng mày nói người ta là bò nhưng mà chúng mày sang bên Mỹ chúng mày toàn uống sữa bò thôi. Đó. Mà chúng mày uống mãi chúng mày có khôn được ra tí nào đâu. Hả? Tây nó uống sữa bò đấy. Nó mới khôn như thế đấy. Mà sao chúng mày ngu thế, ngu khó đào tạo.
ngu bẩm sinh hay là ngu tự kỷ. Nói về Trung Quốc á, chúng mày đi ra Chinatown xem có Trung Quốc không? Hả? Chúng mày bước ra đường xem có Trung Quốc không? Không có Trung Quốc chúng mày lấy cái gì chúng mày ăn? Trung Quốc á, xuất nhập đồ người Á sang gạo nước rồi này kia các thứ. Đó. Chúng mày có một ngày nào chúng mày không dùng hàng của Trung Quốc không? Mày nói cho tao nghe xem nào. Con chó cái gì cộng sản này không biết nhục là gì, tao đâu có tụt quần chạy đâu mà tao phải nhục, tao đi đàng hoàng tao ngồi máy bay chứ tao đâu có đi tụt quần như chúng mày để co giò cong đít nên chạy đâu, bỏ của chạy lấy người hả? Tao đâu có nhục nhã như chúng mày, chúng mày toàn tướng tá thôi mà. Mà cha chúng mày á, cộng sản chưa vào tới nơi đã cong đít chạy rồi. Đó. Tại sao vậy? Tại sao chúng mày anh hùng như vậy, chúng mày không ở lại đánh nhau với cộng sản? Trong khi chúng mày nói cộng sản nghèo khổ rồi á, bảy thằng đu, cái cộng đu đủ không gãy. Vậy mà chúng mày thua cho người ta thì chúng mày có phải nhục nhã không? Đó. Nếu mà chúng mày mà giỏi, chúng mày mà hay, tao cũng theo chúng mày. Nhưng mà chúng mày toàn đồ ăn hại thôi. Mẹ toàn cái tư tưởng đi làm nô lệ thôi, hiểu không? Nó cho ăn được một ít tiền trợ cấp để khen chúng nó như là cái gì á, vái chúng nó, giái chúng nó như như là tổ tiên của nhà mà chúng mày đấy, không được chê, sống ở hải ngoại không được chê. Hả? Sao chúng mày ngu thế? Hả? Không được chê, mẹ xưa Tây nó mà nói nó cho tao vào đây này kia các thứ, tao chửi thằng cụ tổ nó lên đấy, hiểu chưa? Đó, chúng mày không mang bom mang đạn mang sang nhà tao chúng mày phá thì tao làm sao tao phải sang đây, đồ ngu. Bỏ nước chạy lấy người á, ngu thì câm mẹ chúng mày hỏng đi. Đừng có há mồm mà nói nữa để cho người ta chửi cho. Hiểu chưa? Mày phải biết nhục chứ. Này còn há mồm ra. Ôi trời ơi, Việt Cộng sản rồi ngu này kia các thứ. Tao thì tao bé thôi. Hồi đó chiến tranh tao nhỏ, tao chẳng biết gì cả. Nhưng mà khi sang đây tao nghe chúng mày, những cái giọng nữa của chúng mày, tao ghét chúng mày lắm. Hiểu chưa? Tại sao chúng mày thích chửi Cộng sản? Tại vì chúng mày sang đây chúng mày quá khổ đi, đúng không? Chúng mày á, tiếng thì không biết, nói ra đường này nói như thằng câm á, người ta nói thì cứ há mồm ra, chả hiểu cái con mẹ gì cả. Nói bọn trẻ con nó cười thôi, suốt ngày nó làm YouTube á, cái cả triệu người xem, rồi nó làm những cái YouTube là người Á nói tiếng Anh, rồi người Á sống cái kiểu gì ở bên hải ngoại này. Mày lên YouTube xem đi, xem những cái đứa con của chúng mày nó chửi chúng mày, nó cười chúng mày như thế nào. Đó. Trước khi cười, trước khi nói người ta, mình sống ở bên này mình phải học theo người ta đi đã. Rồi mình hãng so sánh. Suốt ngày so sánh người ta với người Việt Nam. Thế tại sao chúng mày không so sánh chính bản thân chúng mày với người Việt Nam? Chúng mày đã bằng được người Việt Nam chưa? So sánh cái gì? Đó. Ngồi ấy chửi. Đó. Những cái người vừa rồi đấy, người ta những cái người già bao nhiêu hơn 100 người không có nhà ở, cái cộng đồng của chúng mày giúp ở chỗ nào hết rồi hả? Tại sao không đi ra đấy mà giúp người ta hả? Quyên góp vào những cái đại nhạc hội ấy, chúng mày đi xem đại nhạc hội để quyên góp cho cái lũ mà chống cộng đấy. Tại sao không lấy cái tiền đấy ra hả? Đứng lên để thuê một cái building gì đó để mà giúp đỡ cho những cái người đó hả? Mà chúng ngày suốt ngày chống cộng, trong khi mang quốc tịch Mỹ, các mang quốc tịch Úc, mang quốc tịch này tịch kia, nhưng người Việt Nam mấy triệu, bao nhiêu triệu dân, người ta đâu nhờ chúng mày tranh đấu đâu. Người ta không biết tranh đấu à? Người ta mà không biết tranh đấu thì chúng mày đâu có cần phải tụt quần chạy đâu, hiểu chưa? Nhá, bố cái lũ chó. Yeah.
Mày là con chó ghẻ, ly già cút về Cộng sản Hồ Chí Minh sống đi. Mày là cái con kẹt gì mà mày đuổi tao? Tao đâu có vào nhà mày đâu. Hả? Mày nghĩ cái đất nước này của chúng mày à? Hả? Chúng mày nếu mà chúng mày giỏi á, tao là cộng sản đấy, từ xưa nay tao vẫn nói tao là cộng sản đấy, Việt Cộng nằm vùng đấy. Tại sao chúng mày không đuổi được tao về vậy? Hả? Không báo cảnh sát đuổi tao về, không kiện tao đi. Thế có phải là cái lũ cộng đồng chúng mày bịp bợm người ta không? Hả? Mà cái, chính cái bản thân mày đã bị chúng nó nhồi sọ, cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó nhồi sọ và sọ chúng mày đấy. Có cái luật nào như thế không? Mấy chục năm nay có phải nó lừa đảo chúng mày không? Ngu quá, để tao dạy cho. Nếu cần biết gì về cái luật ở bên hải ngoại này, hỏi tao. Hỏi má má chỉ cho. Biết chưa? Bố lũ điền. Nói. Bạn nào muốn lên nói chuyện đây? Phải chửi nó cơ. Nó ngu lắm. Nó chỉ dùng những cái từ mất dạy thì chúng nó hiểu nhanh lắm. Động một cái là trong Việt Nam có cái chuyện gì là nhảy xôn xôn nên như là chó động động đực. Nói đến này là ba que không nói được gì. Mời tao đi, mày bấm vào camera đi, tao mời mày. Nhanh, cái thằng chim mì Nguyễn. Come on. Mày bấm vào camera đi, tao mời mày lên. À, muốn lên đây nói cái gì thì nói đây, đúng rồi. Không cần phải ở dưới đấy che mặt rồi. Mày lên đây, mày mở mặt ra cho mọi người nhìn, xong rồi mày nói chuyện với tao đàng hoàng. Ok. Chứ còn mấy chục năm nay rồi sống ở bên này gào thét, khoe khoang rồi này kia các thứ rồi. Nói ở bên này có tự do ngôn luận rồi cái gì cái gì. Mà chúng mày nói là đòi 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 tự do ngôn luận cho Việt Nam. Có phải nó đi ngược đời không? Bấm vào camera đi, tao mời mày lên. Jimmy. Come on. Don't be shy. Bấm vào camera. Đi lên. Mày nói lên, nhìn lên đi. Welcome. Come on. Lên đây nói chuyện đi. Mời tất cả những ai mà muốn nói cái gì, có cái ý kiến gì thì lên đi. Yeah, xoay ngang cái điện thoại ra. Xoay ra thì nó mới vào được. Em chào chị. Yeah, I'm asking. Asking là chim Bình Nguyễn. Lên đây nói chuyện đi. Đang áp đấy. Xoay xoay cái điện thoại thì sẽ vào được. Ủa sao không được à? Không thoát ra đi xong vào lại xem nào. Xong rồi xoay cái điện thoại ra. I'm adding. Hôm nọ mình có cái câu chuyện gì mình tính kể mà bây giờ mình quên mất rồi. Xoay xoay cái điện thoại nhá, thấy mọi người nói là phải xoay ngang sang thì mới lên được.
Mời tao đi con đĩ. Cái gì? Mời tao đi con chó ly xà. Ừ, con chó ly xà đang mời con chó. Chỉ có chó thì mới cắn được nhau rồi mới hiểu được nhau thôi, đúng không? Tao là chó thì mày cũng là chó. Mày là chó đẻ hay chó gì? Chó chết hay chó đẻ? Đang ăn đấy. Cái gì loại chó con rồi đấy mà thách thức. Chào em, đúng rồi, mời đối phương lên lên mà đâu có đi, thoát ra đi, xong rồi đi vào lại xong rồi xoay cái điện thoại ngang sang để đàng hoàng. Chào chị Nisa Vũ, chào các em nhé, tổng chào tất cả. Đó lại á tình đấy, xoay điện thoại ngang sang. Kệ nó cho nó nghe các bạn. Đúng rồi. Hello đẹp trai. Hello, Đó. hello. Đưa cái Tại mặt sao? ra xem nào cho mọi người phải phải bỏ đưa mặt ra chứ để cho mọi người chiêm ngưỡng chứ. Đang còn chống cộng Hả? sản sao? Đang chống cộng sản mà Đó, đem mặt nói ra thấy. đi. Nói to lên phát. Đang chống cộng sản sao mà Đó. mình Hả, nói gì? Nói đàng hoàng xem nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có ai làm cái gì đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Don't worry. Giới thiệu xem nào. Già trẻ lớn bé. Bao nhiêu tuổi, quê quán, ta hiện tại đang ở đâu? Cho mọi người biết đi. Chị Lisa có đồng ý cái gì? Chị á, Cái gì? nghe này, nghe chưa, chị nghe không? Yes. Nói. Chị qua Mỹ á, ok, đừng có bao giờ, chứ chị thích ở Mỹ á, đừng bao giờ mà nó chê nước Mỹ, right? Tại sao không được che? Chị ở Mỹ, nếu mà chị Có chê nghĩa Mỹ thì đi là ở Mỹ làm cái gì? Chị ở Mỹ thế, có nghĩa là chị sang qua Mỹ nếu làm cái gì? thế người Mỹ có biết là người Mỹ ở đâu, ở đâu không, có phải là Ở hoàn đâu là toàn là sao? dân Mỹ không Mà hả? tại sao chị thích thì sao chị thích cộng sản xong ở cộng sản đi, ở Việt Nam đi, cho nó xung Gì nói lại xem nào, sorry vừa mới có phone, nói lại xem nào hả? tôi nói Thế chị á, ok, này chị thích Hồ Chí Minh, ok, thích cộng sản Hồ Chí Minh đúng không? Thì chị về cộng sản Hồ Chí Minh mà ở, chị qua Mỹ ở làm cái gì, đi qua nước tư bản ở làm cái gì cho nó khổ mà chị than làm cái cái gì? gì gọi là tự do đó, các Không có tự người ở do, bên đúng, đấy các đúng, người không có tự phải đấu do, tranh cho ok, tự do mà chị đã hả? không có tự Có do nghĩa đúng là không? sang Chị đã sang ở bên nước tư này không bản, được nói, sang bên này không được nói những cái gì xấu ở bên này đúng không không phải nó hả? không, cái gì Tại nước sao nào bên có cái tao tự xấu ấy, như vậy? cái gì ở bên nước nào có cái xấu cái tốt hết trơn ấy, ok, Cái nhưng này mà tôi á, nói với chị cái á, này là ok, tôi phản biện. Hang on, cái cái gì? này là tôi phản biện những cái người sống ở hải ngoại. Nói cái gì ở cái đất nước này cũng đẹp hết. Cái gì ở Việt Nam cũng là xấu. Đúng Chính không? xác, Việt Nam cái gì nó Đúng cũng xấu không? ấy, không có gì Cái đẹp đâu. gì cũng đẹp. Thế tại Ở Việt Nam sao này, tôi sống ở đây tôi nhìn thấy những cái gì xấu? Tôi nói lên. ok, Các bây giờ chị người nói này đi, à, ở Mỹ phân cái gì tích về xấu, này kia chị các nói cái thứ gì đi. xấu, chị nói cái gì xấu ở Mỹ, Hả? chị nói đi, chị so sánh Cái từ gì Mỹ với xấu ở Việt ạ? Nam, ok, chị xấu ở Cái Mỹ gì Việt Nam xấu? cái nào xấu nhất? Hàng hơn 100 người già kia không có nhà ở kia. Sao các Nhà nào không có người người không à? giúp đỡ cho người ta? Nhà ở đâu xong có Hả? nhà ở? Nhà nào không có nhà ở? Chị nói, thí dụ đi, nhà nào thằng nào không có nhà ở đâu? Người Việt Nam đâu Đây, có nhà ở đâu? vừa mới đưa lên đấy. Chính Mấy chính những người cái không có người nhà ở đó ở, ở bên Mỹ mấy người, quay ok, lên chị đó. nghe cho em nghe mình nói này, chị nói mấy Này, người người ta không hang nhà ở là người ta bị tội phạm, người ta cái không gì đi tội làm, phạm? người À, ta mấy chục tuổi, 60, 70 tuổi là tội phạm không à? tội phạm hết, người ta đi Hả? tù, từ Cái tù ra ta tội gì? phạm, ăn chơi, Có bao không đi giờ, làm, ăn cắp hay, ăn trộm, hay, có bao giờ không đi làm, xem tin tức không? Có bao không giờ xem, xem tin tức không? chỉ có một số Hả? người ở Có Cali, bao giờ người Việt xem tin Nam. tức của Mỹ không? Ở Việt Nam có một số Hả? người ở Cali là người ta homeless có, nhưng mà người ta còn được chính phủ người ta nuôi, người ta cho ăn, cho thuốc men đàng hoàng, Có nghĩa đúng là không?
Có nghĩa là cho ăn, người ta homeless, cái gì cho ăn thuốc men, có bác sĩ free, everything free. Everything free? Yes. Everything nhà có free. Ở, nhưng mà người ta không thích ở trong nhà, người ta thích lang bang ngoài đường. Hey, hey. Listen, listen. Okay. Everything free, lấy tiền đâu ra để free? Tiền người tôi làm này, đóng thuế tiền này. Ở đâu ra? Okay. Tiền tôi đi làm đóng thuế tiền cho người ta đi làm này. Tiền thuế đúng chính xác. À, đúng tiền chưa? Thuế theo Việt Nam đóng bao nhiêu tiền thuế có biết không? Việt Nam bao nhiêu thuế? Việt Nam mình người ta dân người ta đóng thuế được bao nhiêu tiền? Người ta có được quyền lợi như ở Mỹ không? Mỗi người dân đóng thuế bao nhiêu đã tìm hiểu chưa? Đã ok, bây giờ dân Việt Nam đóng thuế cho người Việt Nam mà người dân có được quyền lợi cái gì không? Đóng người như thế nào? Không? Đóng như thế nào? Thì, người ở Mỹ mỗi một năm bất cứ một người nào có thu nhập phải khai thuế, phải đóng thuế, đúng chính không? Chính xác, chính xác. À, đã rồi tìm sao? Hiểu ở Việt Nam chưa? Việt Nam đóng thuế như thế nào có hiểu không? Đó, Việt Nam đóng thuế sao? Đóng thuế được người già được cái gì không? Đóng thuế thế nào? Được ở. Mình đóng thuế cái gì? Đóng được cái gì? Đóng như thế nào? Thì chính phủ Việt Nam okay. lấy tiền đâu ra để phát free? Hả? Mấy cái thằng cộng sản, mấy thằng đầu bự á, nó cầm mấy bỏ túi hết trơn rồi, nó có chia cho dân được đồng nào không? Này, thì thấy người nó có chia được cho dân được đồng nào không? Nếu mà nói thì về cộng sản, nếu chị nói như vậy á, nếu chị nói như vậy á, chị về Việt Nam chị ở đi, cho nó sung sướng, quan bị làm cái gì? Đúng không? Đi về Việt Nam ở đi, cho chính phủ nó lo cho ăn uống, làm đi làm có tiền bạc, sung sướng ở, xin cơ quan nước ngoài chị ở, bỏ đâu? Tiền ở. Ai. Chị ở đâu là cái quyền của chị, đúng không? Chị không sang đây làm sao chị biết được cái nỗ ba que chống cộng mồm loa mép dài ở bên này. Tại sao người ta chống cộng? Ok, thì tao chống cộng. Tại vì cộng sản nó ác với dân, nó làm người dân ngồi nghèo đói. Người ta mới chống cộng thôi. Chứ chống nó đạp lên cái gì? Vậy hả? Như tụi này này, tụi này chúng chống cộng cái gì? Chúng mày ở bên này mà chúng mày đi, chúng mày nói là nghèo đói. Nghèo đói. Where are you living? Hả? Đang sống where ở đâu? Living? I'm living in Vietnam, I just moved here. In US, about 20 years only. Okay? Why I live in US? Why I live in Vietnam? Why? Because, tại sao? Because thằng Việt Nam á, nó ác quá. Ê, là gia đình tôi đói quá. Tại sao? Không có tiền ăn, sao đi mà làm không đủ ăn. Một là ai tù quân? Thằng nào tù quân? Tao đâu tù quân đó. Thằng nào tù quân? Tù quân là sao? Lý do tao tù quân? Tại sao phải thua cộng sản? Tại vì chúng mày quá ác. Tại vì chúng mày quá ác. Người Nam người ta đang sung sướng, người Nam người ta đang sung sướng từ không đối với thằng cộng sản nó vô nó chiếm người ta, nó ăn cướp người ta. Ai ăn cướp? Sống sung sướng á. Giải phóng cái gì? Sung sướng á. Sung sướng á. Trước năm 15 tuổi tôi rất sung sướng, ok? Cha mẹ tôi rất sung sướng. Sung sướng như nào kể đi xem nào. Bất cứ gì, đi học. Sung sướng như nào kể đi. Đi học free. Ok? Ăn uống đầy đủ. Kể nghe phát. Còn cái lúc cộng sản vô á, ăn bò, ăn khoai lang, bắt đi kinh tế mới, vô ăn cướp nhà người ta, vàng bạc vô nhà tôi này, vô ăn cướp này. Vậy à? Có mấy cái vàng thôi. Tôi ăn cướp, sang có mấy sang cái vàng đây thôi, nó vô nó cướp cho bao được thôi. Là chứ ở mày Việt Nam đi á, cộng sang Mỹ vô bằng cách gì? Mày đi sang Mỹ bằng cách gì? Đi máy bay HO đồng hoàng, ok? Đi gì? HO, biết gì HO không? HO. Vậy thì phải cảm ơn cộng sản còn gì nữa. Cảm cái gì? Không có cảm ơn. Cộng sản nữa mà không bắt đi thì làm sao được quyền đi HO. Oh my god. Nếu như thằng cộng sản nó không vô Việt Nam, không vô miền Nam á thì tụi tôi sung sướng rồi. Tôi đâu có đi đâu cho mẹ. Quê hương của tôi ở sung sướng hơn, đúng không? Sung sướng như nào? Bao nhiêu triệu người bỏ nước ra đi, vượt biển, chết biết bao nhiêu người trên biển, tại sao tôi bỏ đi? Tại sao? Tại thằng cộng sản nó ác quá. Nghe chị nói nó giết người, nó làm cho người ta ngu người, ngu dân, ngu không thể nào tưởng tượng nổi hết trơn. Tại sao chị qua đây? À? Hỏi chị này, tại sao chị qua Mỹ sống? Tại sao? Hỏi lý do thôi. Chị qua hải ngoại bởi vì á cái bọn Mỹ nó mang bom đạn vào nhà chị, nó bỏ vào okay. nhà chị. Ok. Nó bom đạn. Nam mà chị là sao? Việt Nam nghèo. Dân okay, Việt Nam nghèo. Rồi chị nghèo cho lên đi, đúng không? Đi. Đó. Đi để làm gì? Vì đâu chị nói không? Tại vì Việt Nam nghèo đó cho nên chị mới đi. Đó đúng rồi, chính xác. Đi chị đang nói gì nữa? Tại sao nghèo? Tại vì tại sao Việt Nam nghèo? Nó nghèo quá, chị đói quá, chị không có đồ ăn, không đủ mặc. Cho nên chị mới đi ra nước ngoài với chị có đồ ăn mặc như vậy, có sung sướng như vậy, đúng không?
thì chị nói vậy đi, chê Mỹ làm cái gì, chửi người ta làm cái gì nữa chứ. Chị đó là chị nói nha. Việt Nam tôi không nói nha, kẻ nói phải có người nghe. Ok ok, chị nói đi, rồi chị nói đi. Là nếu mà người Việt Nam nghèo đói không có ăn, ok, tại sao người ta thắng được được cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, đánh được bọn Mỹ? Chị có biết về chính trị không? Người ta không, chị có biết chính trị tại sao mà Mỹ đã bỏ Việt Nam? Nói xong đã. Tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa để cho Cộng sản nó kiếp không? Tại sao? Không có thua, nó không có thua Cộng sản. Tại vì Mỹ, ok, như Việt Nam Cộng Hòa là được Mỹ viện trợ đúng không? Bây giờ viện trợ nó không viện trợ nữa, cái vũ khí đâu đánh cho Cộng sản nữa. Thì như Cộng sản thôi, có Liên Xô, thằng Trung Quốc, đúng không? Yeah. Nó giúp thằng Việt Nam đánh thằng Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ thằng Mỹ nó không có viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì lấy đâu người ta đánh thằng nữa? Thì ta phải thua đầu hàng. Đúng không? Trung Quốc mới nên sâu viện trợ cho Cộng sản, thì đương nhiên Cộng sản thắng Cộng Hòa, có nghĩa là Cộng sản giàu hơn Cộng Hòa. Tại vì thằng Việt Nam có nghĩa là chị thắng chuyện, được là giàu chuyện, Trung Quốc phân này, Trung Quốc mới nên sâu nó viện trợ cho Cộng sản nhiều đúng không? Có nghĩa là Cộng sản giàu hơn cho Cộng Hòa. Tại vì thằng Trung Quốc nó viện trợ thằng Việt Nam là tại lý do, tại sao? Nếu thằng Việt Nam mà chiếm được cái miền Nam á, là phải trả nợ cho thằng Trung Quốc. Thì bây giờ là sao? Biển đảo nó bán hết cho thằng Trung Quốc rồi. Đó, cái nợ đó, nó trả lại cho Trung Quốc. Bán lúc nào? Chị biết rồi. Bán lúc nào? Bán 57 tấm đúng không? Thằng Hồ Chí Minh với thằng Nguyễn Viên Giáp, thằng già chết á. Đó, nó ký cái lệnh đó, bán cái đảo mấy cái đảo cho Trung Quốc. Không có tiền. Thằng chết. Ê, bố mày già, bố mày có chết không? Không chết. Thằng đạo chết trơn á. Thì đó, mẹ thì già sao? Thì phải chết chứ. Mà tôi hỏi chị này, tại sao chị qua Mỹ sống làm cái gì? Đi về Việt Nam sống đi. Tại sao? Vì nghèo quá phải không? Tại Cộng sản Hồ Chí Minh nó vô. Cộng sản Hồ Chí Minh nó đói quá, nó làm cho dân Mỹ đói quá. Tại sao Mỹ nó cho ta vào? Sao mình ngu thế? Tao không biết, tao không biết mày, tao không biết bà vô bà bằng cái đường nào hết trơn. Nhưng mà tại sao bỏ cái nước Cộng sản ra, qua nước ngoài sống làm cái gì? Tại sao? Thế tại sao Cộng sản? Tại vì Dư mới nói, Dư mới nói là nghèo đói quá. Dư mới nói nghèo đói quá nên tôi phải bỏ nước ra đi, đúng không? Tại sao Mỹ nó cho vậy Cộng sản? Vậy mà chị trừ ta làm cái gì? Chị trừ ta làm gì nữa chị? Hả? Thì nó nghèo đói quá chị mới đi, đúng không? Nghèo đói mới bỏ nước ra đi, đúng không? Thế tại sao phải nghèo? Tại sao phải nghèo? Thì thằng Cộng sản, thằng Hồ Chí Minh nó vô, thằng Hồ Chí Minh á, nó vô nó cướp miền Nam á, bây giờ nó làm cho dân nghèo đói mãi giờ này, ăn xin đầy đường. Không có Hồ Chí Minh cướp miền Nam của ai? Đó, miền Nam đâu ăn cướp miền Bắc đâu. Hay. Đâu có mượn thằng miền Bắc vô giải phóng miền Nam đâu. Miền Nam có muốn Bắc chiếm không? Bắc cái gì? Miền Nam có muốn chiếm miền Bắc không? Không. Chiếm làm cái gì? Nó chiếm lâu rồi. Không. Nó chiếm làm vậy cái gì? À? Nó chiếm làm cái gì? Đâu có chiếm được đâu mà chiếm. Trời ơi. Nếu như thằng Mỹ á, nó bỏ chừng 2, nó thằng Mỹ nó bỏ chừng 2 một ngày nữa thôi là Cộng sản nó lâu đầu hàng rồi. Là thằng Mỹ nó không muốn. Nó kêu thôi, giờ đây không có thả nữa. Thế nhiên là 20 năm chứ không phải 20 ngày đâu. Hai ngày thôi. 20 năm. Hơn 20 năm. Qua em Mỹ, bom ra Việt Nam, qua bỏ Mỹ, hàng qua Mỹ sống trời. Thì im cái miệng lại đi. Xong qua Mỹ, qua tư bản sống, im cái miệng lại, sống sống cho nó có cái nước tư bản. Sao nó, mày nó, thang Mỹ nó, rồi tự mày do không đi mẹ mày mồm đi. Tại vì thằng mày Cộng sản về Việt Nam làm gì? Cộng sản Việt Nam nó làm cho chúng dân nghèo đói. Tụi tôi mới thương người dân Việt Nam. Tụi tôi mới lên thương tiếng cái thôi. Mà mẹ mày. Ok. Thương mà hốt đồ Trung Quốc à? Hốt đồ cái gì? Đó. Chúng mày sang đấy, chúng mày có phải ăn đồ Trung Quốc không? Dùng hàng Trung Quốc không? Trung Quốc à? Thương Mỹ cái mặt cụ chúng mày. Bà cũng khùng. Bà điên quá. Bà lên Việt Nam sắp này. Bà về Việt Nam sắp đi. Mấy chục năm rồi. Chúng mày có ăn đồ Trung Quốc không đã? Tụi tao về Việt Nam lên tiếng cho Việt Nam là vì Việt Nam nó nghèo đói quá. Nó làm cho Việt Nam khổ quá. Việt Nam. Nó làm cho Việt Nam chúng mày đã bằng càng Việt ngày Nam càng chưa? Ngu dốt, càng ngu, càng không có một cái gì hết. Cho nên tụi tao mới về với lên tiếng thôi. Chứ vì nó lật đổ Cộng sản, lật đổ làm cái gì? Lên tiếng đòi cho Việt Nam có nhân quyền, tự do cho người dân sung sướng. Nhân quyền như thế nào? Như thế nào là nhân quyền? Hiểu không? Việt Nam có được tiếng nói không? Chúng mày thử ra ngoài đường, chúng mày nói. Chúng Việt mày thử được, ra ngoài đường, Việt Nam có, nói tiếng Việt Nam Anh có, nhá. Việt Nam có tiếng nói gì không? Hả? Việt Nam có được tiếng nói gì không? À,
nó lại nó bắt đi tù, nó là bắt đi tù. Có tiếng nói gì? Xong có. Hả? Tụi tao muốn chửi nói ai thì muốn nói sao nói. Nói được cái chơi. Ra đường á. Ê, tao thách cái lũ Cộng hòa chúng mày ra đường nói bằng tiếng Anh. Nói với người ta rằng á. Ê, Mỹ nó free everything. Yeah, free for everything. Everyone. Don't free need go to work. Free cái gì? Ai nói vậy? Cái đó bà nói, ai làm. Nói? Ai nói, bà nói gì? Ai nói? Đó là bà nói, ai mày nói? Mày vừa mới nói, cái nãy mày nói free everything mà. Free everything là biết, bà biết free everything là free như thế nào không? Free everything là free sao? Anh là free everything. Tụi tao đi đóng thuế, đi làm, ok? Đóng thuế thì chính phủ bị nó sẽ mình có quyền lợi, đúng không? Còn thằng cộng sản đóng thuế cộng sản, nó được cái lợi gì không? Được lợi cái gì không? Hey listen, mày sang đây có 20 năm thôi, mày ở Việt Nam mày đóng bao nhiêu tiền thuế? Mỗi một năm mày đóng bao nhiêu tiền thuế? Đóng mày gì làm cái gì để mày đóng cho Việt Nam? Đóng cái gì cộng sản? Tao là nhỏ không có biết, hồi nhỏ đóng thuế cha mẹ tao đóng thuế, ok? Đi mua đồ ăn mẹ mày đóng thuế, mày đúng. Sang đây 20 năm rồi, thế cha ăn. Mẹ mày ở Việt Nam bao nhiêu năm? Đóng thuế cái gì? Đóng như sao thế nào? Đóng thuế? Sao không đóng? Đóng như thế nào? Rồi đi mua miếng bánh, mua cục gạo, miếng gạo cũng phải đóng thuế vậy, đúng không? Ủa? Mua cái dầu đóng thuế. Thế mày sang đây mày ăn bánh gì? Thì cũng thế mày thuế. Sang đây mày không? Mày sang mà, đây mày cũng thuế. Phải người ta đóng thuế, mày ăn và mày ở, người ta có cái quyền lợi, đúng không? Người ta đóng thuế nhưng người ta có cái quyền lợi sau này. Về già người ta có cái quyền lợi. Ok? Ok như mày đi. Như bà mày đi làm. Bây giờ bà ở Mỹ bà đóng thuế. Mày bây giờ về già bà được cái gì không? Bà được không? Bà về già bà nhìn sao? Bà bây giờ bà làm ở Mỹ này. Bà đi làm đúng không? À. Bà ở Mỹ bà đi làm. Bà cũng nghỉ về già. Chính phủ Mỹ nó đè thọ cho bà không? Bà được quyền lợi ở Mỹ không? Bà nghĩ không có phải không? Có. Ở Việt Nam bà, những tôi hỏi, người hỏi bà đó. Tôi hỏi bà đó. Bây giờ bà làm ở Mỹ này. Bà đóng thuế cho Mỹ đúng không? Sau này bà già, bà được có quyền lợi gì không? Bà trả lời coi. Được có quyền lợi không? Có quyền lợi không? Nè. Bà trả lời đi. Có, bà tôi hỏi bà đó. Tôi hỏi bà đi, bà trả lời đi. Bà đóng thuế cho Mỹ. Trả lời cái gì? Mỹ sau để này. Tao nói cho mày nghe, Việt Nam bà đã. Bà được quyền lợi. Việt Nam có quyền lợi không? Mấy cái bà đỏ, mấy Việt Nam mấy mày người... đi. Bây giờ Việt Nam mày Việt Nam đi làm Việt cho Nam đi đóng thuế này. Ok, Việt Nam làm đóng thuế. Về già được cái gì không? Mấy thằng đảng á, vô đảng á, mấy bà già vô đảng kìa. Vô đảng á. Hy sinh cho đảng á, chết vì đảng á, là vì nó cướp nhà cho luôn rồi, biết bao nhiêu cái clip đó, lên coi đi, đó, yêu đảng, yêu bác đó, bây giờ lên nó cầm cờ nó ra đường nó hết rầm rầm ngoài kìa, được cái gì? Thế chúng mày có bao nhiêu được triệu dân, tao hỏi chúng mày có bao nhiêu triệu dân? Tôi hỏi bà về cái này, không mày có sang bên Mỹ, hey, bây giờ 80% triệu, người Việt Nam, 80 triệu Việt Nam, không, người Việt Nam là Việt rất Nam là lo. Cầm cờ theo chúng mày. Bao nhiêu người Việt Nam ở Mỹ cầm cờ theo chúng mày? Sao không dám đưa cái mặt ra xem già trẻ lớn bé làm sao mà cứ ngồi tôi, ở trong cái tôi đang còn trẻ, tôi còn trẻ hơn bà. Ok. Trẻ đưa sao đưa mặt ra khoe cái đẹp trai. Mình à, mê đẹp trai lắm. Gái cộng sản mà mê đẹp trai á. Bé cộng sản mê đẹp trai á. Ừ. Đẹp trai ai mà không mê? Đưa cái mặt ra cho mọi người xem là già trẻ lớn bé làm sao? Đưa làm đó. Gì? H.O. mà sang Mỹ 20 năm mà nói còn trẻ hơn bà. Oh my god. Đừng. Xạo thì nó cũng xạo vừa vừa thôi. Tôi là con. Đâu. H.O. là bao nhiêu tuổi? Đi tù. đi cải tạo. Ủa, cái này đâu phải là tôi là con oh của my God. Ba. Tôi có đi phải cải là tạo. Đi sang Mỹ diễn hát âu mà nói là phải... trẻ hơn bà. Sao bà ngu quá vậy bà? Tôi là con bà. Oh my God. Đẹp trai ơi, đẹp trai. Đẹp trai đưa cái mặt cho mọi người xem đi, chứng minh mình nói là sự thật đi, đừng có xạo, đừng có núp nùm ấy. Tôi còn trẻ, ok, tôi là ba, tôi đi theo ba tôi, ok, không phải là, không phải là. Trong bọn này vui lắm. Mà... Lâu lâu mới được nói chuyện với anh đẹp trai mà không dám đưa mặt ra, khổ quá. Đúng là bỏ đỏ sao nó ngu thiệt á, chê Mỹ mà qua Mỹ sống mong thích nhục. Hả? Cứ chê không là không được, mày có biết bao nhiêu người bây giờ về Việt Nam không? Hả? Chê Việt Nam về em đéo vậy? Hả?
người ta về Việt Nam là người ta về thăm quê hương, ok, về thăm quê hương, quê hương người ta, ok, Việt Nam đâu về thăm quê hương, biết người ta, ủa không phải định cư à? Chứ, fuck, ê, đẹp ra, đẹp ra, đưa mặt ra, đưa mặt ra, đưa mặt ra, đưa mặt làm gì đó, đưa, coi nhà này đó, coi nhà có xe tôi được rồi, ok, nhà tôi đó, thấy chưa? Cái nhà tôi chưa? Nhà xe tôi đó, tôi coi nhà này. Tôi đang chống cộng mà sao tôi không có mặt được? Hả? Hả? Tôi chống cộng sao có mặt được? Sao tôi về Việt Nam tôi hoạt động được? Ê, sang Mỹ 20 năm, đi diện HO, bao nhiêu tuổi? Hả? Tôi là con ba, tôi phải là, tôi đã theo gia đình tôi mà. Tôi là con của người Việt Nam Cộng Hòa, ok? Hiểu chưa? Ê, vào nồi barbecue ấy, bao nhiêu tiền? Khi mà chết ấy, phải thiêu ấy, bao nhiêu tiền? À? Thiêu ở đâu? Thiêu ở đâu bao nhiêu tiền? Thiêu ở đâu? Nếu mà chết ấy, thiêu cái gì? Vào lò thiêu mất bao nhiêu tiền? Có mất tiền không? Thiêu ở đâu? Hay là phục vi? Chắc phục vi phải không? Mỹ phục vi gì á? bà nói chuyện nó giống là mà giống là Việt Cộng thì đúng là bất đúng là bà cộng sản đúng thì đúng là nó cộng sản nhưng đó, mà nó khác người ta thì bây giờ không có hiểu biết thì ngu dốt tàn bạo luôn. Anh chim mì à? Em không biết cái chuyện ở Mỹ, giờ anh kể cho em nghe, nếu mà một người mà bị chết á, mà bị thiêu cái á, tôi không biết. Thì mất bao nhiêu tiền? Cái đó tôi không biết. Hả? Cái đó bà biết mà, bà hỏi. Tiền, chính phủ nó có cho for free không? Nó cho xong không cho... không? Thì bà anh đi kể cho việc. Anh làm đéo gì mà kẹt gì thế? Cộng sản. Bù dốc. Này, chết ở bên Mỹ á, không có một cái cây hương cơ, biết chưa, khổ lắm. Ở bên đấy con cháu á, nó theo mẹ nó Giê-xu hết rồi, nó không có thắp hương đâu. Rồi đúng là cộng sản, đúng là cái quà cộng sản là nhiều cái viện cộng sản đó, đúng là cái viện cộng sản, cái viện cộng sản cũng nói sạch nó được hết trơn. Sang hai chục năm thì bây giờ thì cũng được tiền già rồi đúng không? Nói là tiền già bao nhiêu? Tôi còn trẻ lắm, tôi đâu có ăn tiền già đâu. Đi làm. Còn đi trẻ làm, mới ăn tiền già. Hát đâu đi diễn hát đâu? Đó. Đừng có lừa đảo thế. Nó ngu đâu. Lâu lâu mới vỡ đồng thần. Đúng một giá cộng sản. Mấy cái bà cộng sản này xạo 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 chá. Chúng mày nói chúng mày chống xạo chá. Chúng mày chá, giống báo cảnh sát thằng, để đường tao về. Hả? Trời, nước Mỹ nó tự do mà. Nước Mỹ là nước tự do, người ta muốn nói sao nói, muốn làm sao làm, không ai dám nói. Còn cái thằng cộng sản á, còn cái thằng cộng sản á, bà mà nói không cho tao nói. Ai không cho bà nói? Ai nó không cho bà nói? Mỹ là tự do mà tại sao chúng mày lại cấm tao nói làm sao? Ai nó không cho mày nói? Ai không cho mày nói? Ai không cho mày nói? Đừng nói sao mày nói chứ? Nhưng mà tao nói mày á. Tao nói bà, mày bà chê người chê nước tư bản á thì về cộng sản sống đi, về thằng Hồ Chí Minh á, vô Hồ Chí Minh mà ở đi. Nó làm cho người dân sung sướng á, về nó ở đi. Ok? Về chứ đừng sao qua, không về qua tư bản qua nước người ta ở. Ê, mà lại chê người về chê chứ người sao ta, không về sao? Tao à? Sang đây để tao dỡ nhà nữa à? Tao mang về nhà tao, tao xây nhà tao, hiểu chưa? Lại qua là qua lại ăn cướp lại kiếm ít tiền về phải không? Chết dục thay ở Mỹ qua lại kiếm ít tiền về đúng không? Không có một cái cây hương qua ít kiếm ít tiền qua kiếm ít tiền để về đúng không? Qua kiếm ít tiền để về cho khỏi nghèo đói gì đúng không? Đói quá mà. Đói quá, sống không nổi đâu. Ở trong con này vui lắm. Cái gì Lê Sa ơi, sao con chọc chó phải vũ mũ hậu rẻ. Quỷ Việt Nam Cộng Hòa chúng vẫn ngu hèn. Như cha ông chúng chỉ biết còm nâng quỷ gối làm tay sai chó săn cho giặc để kiếm ăn. Chính xác. Đó con Lisa này nó đang cầm tay sai trong biển này, nó qua làm tay sai trong biển nó kiếm ăn này, nó ai kiếm ăn nữa đúng không? Bọn này bà nó sang đây nó ăn bị đó. Cái bọn nhà trồng cọc mày này cho nên nâu nấm rồi đấy, để cho má đỡ ức chế, hiểu không?
chứ sống ở bên đấy cái cảnh già khổ bỏ mẹ ăn được, đừng có sĩ nữa. Tiếng thì không biết, đi ra ngoài đường người ta nói thì không biết nghe, mình nói thì người ta không hiểu, đúng không? Con cháu thì nó nói tiếng Anh. Đó, lúc chết ấy, thì nó cho vào lò nó thiêu, nó cho ngắm con gà hỏa thân cả, chạy mất rồi. Lâu chào các bạn, lâu lắm em ở vớ được một thằng. Đàn ông hèn Tây Mỹ ở Việt Nam bây giờ đây. Hello người đẹp. Em chào chị, em lấy cái link của chồng em. Hello em. Em lấy cái link của chồng em để em lên. Tại em nghe cũng ngứa tai của em phi từ cơ quan về. Em phi từ cơ quan về đây đấy chị. Tại nâu lắm rồi mình không, nâu lắm rồi mình không vớ được cái thằng thằng ba que nào, em vớ được một thằng ấy khoái quá. Ba que nó không dám lên nhà của chị. Em thấy này, cái bọn ba que nó suốt ngày nó lôi xấu cộng sản, nó bảo cộng sản hèn. Nhưng mà thật sự em thấy bọn ba que mới là hèn. Cái mặt của nó còn không dám dơ ra ấy chị. Mà ngày xưa cộng sản đánh cho chúng nó còn ba đời còn khiếp sợ. Đời bố nó này, bây giờ đời nó, đời con nó vẫn còn phải khiếp sợ cộng sản chị ạ. Em đời em biết không? Khiếp sợ cộng sản. Hả? Em biết không, nó khoe, nó bảo nó sang đây được 20 năm rồi. Đó, xong hỏi nó đi cái diện gì, nó bảo nó đi cái diện hát hâu. Xong mình buồn cười quá, nó giấu đầu, nó hở đít. Nó gặp chị là khác gì gặp cướp rồi. Nó không thể nào mà nó xảo trá được. Những cái người trong nước mà không sang bên đấy thì không biết cái thực tế bên đấy thế nào. Không biết thông tin thì chúng nó tha hồ, chúng nó nổ. Chúng nó tha hồ mà bốc phét, chứ gặp những người như chị với anh Lợi Minh bốc phốt chúng nó thì chúng nó mới không thể nào mà nói lại được. Đấy. Cái luận điệu của cái bọn ba que suốt ngày bảo là cộng sản hèn với giặc, ác với dân là một cái luận điệu rất là ngớ ngẩn, ngu xuẩn và không có một căn cứ nào cả. Cộng sản bây giờ lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo nhân dân đánh được giặc Mỹ, và từ một cái đống đổ lát từ chiến tranh như thế mà cộng sản đã xây dựng đất nước đẹp như ngày hôm nay, người dân ấm lo hạnh phúc như ngày hôm nay, ổn định chính trị. Việt Nam là một cái nước mà được đánh giá là ổn định về chính trị, và cái quan hệ ngoại giao của chúng ta thì quan hệ với hơn 100 quốc gia trên thế giới. Chúng nó cứ luận điệu là chúng nó bảo là hèn với giặc, ác với dân, mà cộng sản không làm được cái gì, cộng sản làm được bao nhiêu thứ chúng nó có biết đâu. Chúng nó cứ ngồi một xó xong rồi chúng nó nghe mấy cái thằng thất học, mấy cái con hay ăn nằm biếng ấy, đưa thông tin sang nhìn sự việc hiện tượng nó như chỉ nhìn một góc thôi, như là kiểu là thầy bói xem voi ấy, một con voi sờ cái ngà voi thì nó bảo là con voi là cái ngà voi ấy, hay là cái chân con voi như cái cột đình ấy, nó chỉ nhìn một góc như thế là làm sao nó lắm được. Đúng rồi. Tại vì các em thấy không, người già sang đây rất là khổ, cho nên chị vừa mới nói đến già mới lại đi bị thiêu, mới lại không có ai thắp hương cái chạy mất luôn. Nó nói với chị tức là nó lý luận cùn rồi lý luận các kiểu, nhưng mà nó không lý luận được mấy chị thì nó chối quá, nó phải chạy. Mấy này mới đọc một cái á, là chúng nó bảo chứ sao mày thích cộng sản mày không về Việt Nam mà sống đi đó. Suốt ngày nó không nói được một cái câu gì hết, chỉ có nói được cái câu như thế thôi, không còn cái gì khác nữa. Chị nói bọn em cũng hiểu là không phải là chị chê Mỹ hay là chê Úc, mà tức là ở cái quốc gia nào nó cũng có những cái bất cập và những có cái nhược điểm của nó.
chỗ nào nó cũng phải nhà nào nó chẳng có một cái sọt rác, nó phải có hố đúng rác rồi. Mà đã rác là phải thối rồi, rác là không đúng sạch rồi. Rồi là dơ rồi, là thối rồi. Thế tại sao mà nó không nên những cái phòng thơm đầy mùi nước hoa, xịt phòng thơm như thế mà nó ngửi và nó cứ đi bới rác ra nó ngửi. Thì chị nhìn được cả cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái nước đó, và ưu điểm và việc nhược điểm của Việt Nam. Việt Nam cũng có những cái được và những cái nó còn bất cập. Mỹ hay Úc cũng vậy. Và nhiều cái nếu mà so sánh thì nó cực kỳ là khập khiễng. Chị Minh Nguyễn, mày dám mời tao lại không? Nó lại đòi lên nữa cả các em ơi. Nó lên là gì? Nghe nói trời ơi. Lên chỉ được nói ra, chị nói nên chỉ được quay đi quay lại có mỗi một câu là tại sao mày thích cộng sản mày không về cộng sản mày sống đi, không còn một cái lý luận chị gì để đấy nói. Từ hồi bé mà chị sang đấy mấy chục năm rồi, chúng nó còn tính tuổi ở sang nước ngoài thì còn hơn cả chúng nó ấy. Tuổi ở sang bên nước ngoài sinh sống với chị còn hơn cả chúng nó ấy. Thế chúng nó tuổi gì mà chúng nó bảo chị về? Chị thích sống ở đâu chị sống, đấy là cái sự lựa chọn của chị đúng không? Còn cái việc mà về hay không là chính phủ Mỹ rồi lại các cái chính phủ khác, chính phủ sở tại. Việt Cộng sang đây nằm vùng mà hỏi. Đúng rồi, Việt Cộng sang đấy làm việc gì phải về, chưa đến tuổi về, bao giờ nghỉ hưu thì về Việt Nam sống cho sướng đúng không chị? Việt Nam về thảnh tơi sung sướng. Bây giờ đang làm Việt Cộng nằm vùng thì bây giờ về làm cái gì, sang đây nằm vùng để có cái gì xấu, có cái gì làm sao vạch cái mặt cái bọn bà que ra, cứ hỏi đi đúng hỏi rồi. Lại tại sao không về Việt Nam, mấy cả chúng nó cứ mơ hồ là miền Bắc đi chiếm miền Nam, miền Bắc miền Trung miền Nam là một, và là non sông đất nước của Việt Nam nó là một chứ không thể nào nó là hai được nhá. Nó phải biết là tại sao cái Việt Nam Cộng Hòa sinh ra từ đâu, mà cái Việt Nam Cộng Hòa nó làm được cái gì để cho nhân dân sướng? Chỉ mấy cái thằng lính, mấy cái thằng thuộc cái bộ máy của nó là có lương là sung sướng thôi, chứ còn người dân thì cũng nghèo khổ ạ. Nếu mà người dân ở trong trong Nam ấy, người ta không theo cộng sản thì cũng cộng sản cũng khó mà đánh được chúng nó. Nhưng mà chúng nó không được cái lòng dân, chúng nó độc tàn sát, chúng nó độc ác độc thôi. Thế nói cái miền Nam thì miền Nam ở đâu mà có? À? Miền Nam không muốn chiếm miền Bắc. Đâu có chiếm được đâu mà không muốn. Nó có cái câu khẩu hiệu là toàn dân đoàn kết giải bảo vệ miền Nam giải phóng miền Bắc. Mấy cái thằng ba que biết đâu à? Rõ ràng là chúng mày muốn chiếm miền Bắc nhưng mà chúng mày không làm được thôi. Tại sao có Việt Cộng nằm vùng ở trong miền Nam mà tại sao miền Nam không có một thằng nào làm gián điệp được ở ngoài miền Bắc? Hiểu không? Có tại nhưng mà bị tóm gọn. Chị ạ, yeah. Có nhưng mà bị tóm gọn. Và những cái người mà người ta làm cho CIA như là ông Tạ Đình Đề đấy ra để ám sát Bác Hồ ấy, thì cũng đều bị bên phía bên mình là thuần phục hết, là theo bên mình hết. Đấy, đấy là nói là cái tâm, cái tài, cái đức của bên cộng sản này, người ta đấu tranh cho chính nghĩa. Tại sao mà chiến thắng là chính bao giờ cũng thắng tả? Con nó cứ khoe là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sung sướng, cái bố mẹ chúng nó là cái dạng tay sai chùm của bọn Mỹ. Mới được nhiều tiền lương nó mới ăn sung mặc sướng. Thế Việt Nam Cộng Hòa là cái thằng mà ăn bám, là cái thằng ăn hại. Chính xác. Ăn hại ăn bám chứ. Bố Mỹ nó bỏ rơi phát là nó chết luôn mà. Nó sụp đổ luôn. Chứ có hay ho cái gì. Còn miền Bắc đây này, cày sâu cuốc bẫm này, đi
trồng cấy để lấy lương thực đi viện vào miền Nam. Nền kinh tế rất là nghèo nàn, nhưng mà nó chiến thắng nhờ cái ý chí kiên cường của người Việt Nam, và mình chiến đấu cho cái chính nghĩa nên là mình mới thắng. Chứ còn cái dạ. Chị dẫn chứng cho mọi người và cái bọn ba que hiểu này này. Chúng nó thường nói là ngoài miền Bắc rất là khổ, bảy người bộ đội đu một cành đu đủ không gãy. Vậy thì làm sao mà người ta bê được súng, bê được đạn, bê được bom, bê được pháo để người ta bắn chúng nó? Thế xong rồi chúng nó lại bảo là miền Nam thua tại vì Trung Quốc, Mỹ nó không viện trợ cho nữa, cho nên là không có súng, có đạn để đánh nhau bên miền Bắc. Mà thời đó là miền Bắc có Trung Quốc bên này Liên Xô. Vậy mà chúng nó nói là miền Bắc nghèo, không có quần áo mặc, không có cơm ăn, có súng có đạn thì làm sao mà có sức để mà bê những cái khẩu pháo đi vào trong miền Nam để bắn nhau với chúng nó. Chúng nó nói cái cũng không có một cái lý luận gì để cho người ta đấy, để người ta thúc phục. Không, miền Bắc nghèo thì chúng nó nói là miền Bắc nghèo khổ là đúng rồi chị ạ, nhưng mà bảo nói là bảy, nó tuyên truyền là bảy thằng cộng sản đu cành đu đủ không gãy, nhưng mà người dân thì cũng cứ tưởng là cái bọn cộng sản là những cái người mà ác, gian ác và trong người nó dị dạng ấy như thế. Nhưng mà khi mà bộ đội của ta đi vào trong Nam ấy để lập căn cứ để chiến đấu ấy, thì người ta thấy là bộ đội Việt Nam đều là những cái anh thanh niên trẻ đẹp trai và ăn nói lịch sự văn minh, thế người ta mới thấy là chúng nó là ăn nói xuyên tạc, nên người ta thấy là mất lòng tin dần dần, người ta có tin chúng nó nữa đâu. Ý chị nói là chúng nó thường nói là ngoài miền Bắc rất là nghèo, rất là khổ, không có ăn. Thì chị muốn nói là nếu mà không có ăn thì làm sao người ta có sức để người ta chiến đấu với chúng nó hàng mấy chục năm trời như thế, đúng không? Chúng nó nói là Việt Nam nghèo, đương nhiên chị, cái chuyện nghèo là người Việt Nam là ngoài miền Bắc rất là nghèo, không có bằng được ở trong miền Nam. Mà cái thời đó người miền Bắc đi vào đi ra miền Nam, người ta biết hết rồi, không có ai là mù cả. Bởi vì ngoài Bắc đi vào miền Nam để chiến đấu mà. Nhưng mà cái bọn ở trong miền Nam cái thời đó, nó đâu có ra ngoài miền Bắc đâu, đúng không? Chúng nó đâu có hiểu được cái cuộc sống của người miền Bắc khổ sở như thế nào, bom đạn ở trên đầu rơi xuống như thế nào. Chính bản thân chị, các cái thời em thì không có, nhưng cái thời chị là phải chạy loạn, phải chạy đi sơ tán, nhà cửa đổ hết rồi, bom đạn nó loạn lên rồi, bao nhiêu người chết. Từ cái ngày đó mà người miền Bắc người ta căm hận cái bọn Mỹ, cho nên người ta xung phong đi bộ đội, người ta đánh chúng nó. Nhưng mà chúng nó lại nói là người miền Bắc bị cộng sản nhồi sọ, nói là dân miền Nam khổ, cho nên là người miền Bắc mới vào đó để giải phóng miền Nam. Đó, lý luận của chúng nó không có logic nào. Nên cả bố mẹ chúng nó cũng ngu ấy, nên là kiểu nhồi vào đầu chúng nó đọc những cái văn hóa ngu, và nó không hiểu cái gì cả. Cái mục tiêu mà giải phóng đất nước là mục tiêu hàng đầu, mà từ cái ngày Mỹ nó chưa nhảy vào, cái mục tiêu mà giải phóng dân tộc là mục tiêu hàng đầu nhé. Sau cái nghị định năm 1954 ấy, nghị định Dole ấy, thì là nhẽ là sau 2 năm tổng tuyển cử, nhưng mà sau đó thì đất nước bị chia cắt thì mới có miền Nam miền Bắc. Và lúc đấy mình qua cái cuộc chiến tranh chống Pháp với mình đã quá là mệt mỏi rồi, 80 năm Pháp đô hộ rồi, mình quá là mệt mỏi rồi, mình muốn nghỉ ngơi lắm. Nhưng mà thằng Mỹ lại tiếp tục vào chia rẽ miền Nam, mà mình lại đầu tư sức người sức của vào để mình cũng 20 năm để đánh chúng nó và thành công. Đây chị cho mọi người xem một tí về bom đạn ở miền Bắc năm 72 đây. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Đây. This was the bus terminal. Để
quay ra đằng này. Where the waiting room used to be, there are now just the bomb craters. Là bom đạn này. Đó. Đó. Các bạn nhìn có rõ không? Đó. 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 Đó chị. Ừ. Như một đống đổ lát mà. Yeah. Có một cái bà vãi điên quá. Nếu như mà các bạn có gia đình, có nhà cửa mà bị như thế này, các bạn có căm thù không? Hả? Lý do mà người Bắc người ta căm hận cái bọn Mỹ là bởi vậy, vì như thế này. Cho nên người ta xung phong đi bộ đội hết, chứ không có ai bắt đi cả. Đúng không? Đó. Bom đạn như thế này. Mà chúng nó ngu lắm, chúng nó đâu có bao giờ chúng nó biết được. Chúng nó nói là dân miền Bắc bị cái gì? Bưng bít thông tin. Thế còn những cái thông tin này có bao giờ chúng mày xem được không ở bọn ba que? Hả? Lý do mà tao ghét chúng mày, cái lũ mà chống cộng ở bên này là bởi vì chúng mày không biết một cái gì hết. Nhưng mà chúng mày chỉ để xuyên tạc thôi. Hả? Đó. Đó, thế không? Đây là Tây nó nói chứ không phải Cộng sản nói nhá. Lũ chó chết. Đó. Thấy không? Có những cái này đâu có phải là của người mẹ. Đấy. Ngày xưa đó nó không phải đánh mỗi Hải Phòng chị đâu, nó đánh cả Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nội, nó đánh tất cả Hòn Gai này kia các thứ nữa, đánh tất cả miền Bắc nữa. Nó nói là miền Bắc, nó nói Hà Nội nhưng mà nói chung là miền Bắc bị hết. Đây, bom này. Trên chỗ em đấy hôm nọ còn ấy được một quả bom, quả bom nó to lắm chị ạ. Ờ, mà đây, cháu nó chưa lỏng đấy. Ừ, đấy. Lý do mà người Mỹ người ta đứng lên người ta biểu tình cũng là bởi vì những cái gì chúng nó làm ở miền Bắc. Mà những cái người Mỹ người ta vào tận miền Bắc người ta quay những cái này người ta đưa lên. Thế rồi người Mỹ người ta mới biểu tình khắp nơi. Để xem những cái đoạn có một cái bà ấy. Đây. Cái thời đó gia đình ly tán, mất vợ mất chồng, con mất cha. Yeah. Có nhà còn chết cả gia đình ấy chứ. Nhà chị có một cái anh đây. Nhìn thấy không? Có một cái anh cả nhà anh ấy đi chơi nhưng mà cả nhà đang ngồi ăn cơm bị một quả bom. Chết hết à? Chết hết cả nhà, bây giờ còn mỗi mình anh không? Đấy, cái nỗi đau đấy thì ai mà đắp được. Đây. Bao nhiêu tiền của Mỹ bù đắp được cái nỗi đau ấy. Đấy, 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 đấy. Lũ ba que chúng mày nhìn thấy nữa. Bọn quỷ bà căm phẫn quá. Ờ. Thế này có ai điên không? Một gia đình của bà chết hết. Đau chứ. Đấy, chết là tử chết, chết tươi, chết vì bom đạn mới đau đớn. Yeah. Đấy. Chết hết cả một gia đình như thế. Thì mọi người nhìn thấy chưa? Thế nhưng mà chúng nó lại nói là người miền Bắc bị nhồi sọ. Thấy miền Nam khổ quá, nói Cộng sản là nhồi sọ người miền dân miền Bắc, là miền Nam khổ cho nên vào giải phóng. Vào giải phóng dân miền Nam. Thực chất ra là người ta đánh Mỹ. Và cái đúng rồi, chúng nó chỉ có tên là cuộc chiến tranh Việt Nam với Mỹ thôi, chứ còn Việt Nam không phải là đánh nhau không. Khi mà kế hoạch chiến lược là Việt Nam hóa chiến tranh, nên là người Việt Nam đánh người Việt Nam là sau, tiếp tận sau này cơ. Khi mà Mỹ nó đi rồi, nó rút quân rồi thì mới
Mình tại vì nếu mà bên kia mà nó chịu là xóa bỏ cái chính phủ bù nhìn đấy đi để nó thống nhất hai miền thì nó cũng không tổn thương như thế, nhưng mà nó chúng nó cố tình chúng nó ôm ấp cái chế độ cái đó thì Việt Nam mới phải đánh, bên miền Bắc mới phải đánh. Chứ còn nếu mà đúng như cái tinh thần là tổng tuyển cử năm 1956 thì làm sao có cái sự việc mà người Việt Nam đánh người Việt Nam đâu. Chị nói một câu này này, nước Việt Nam là một, từ ngày mùng 2 tháng 9 năm 45 Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập giải phóng toàn đất nước Việt Nam, Việt Nam là của cộng sản, hiểu chưa? Còn cái bọn cộng hòa là nó được Mỹ dựng nên, bởi vì bọn Mỹ nó muốn âm mưu nó vào nó thay thế bọn bọn Pháp, cho nên nó bắt buộc là excuse me, là người Hồ Chí Minh phải ngăn đôi cái Việt Nam ra. Nhưng mà vì cái thời đó lý do là phải ngăn đôi tại vì chúng nó áp lực, chúng nó mạnh, thằng Mỹ, thằng Pháp và cái bọn đó, đế quốc đấy nó là một cái thế mạnh. Cho nên mình thời đó này vừa mới giải phóng, nghèo khổ, không có súng, không có đạn, không có cái gì hết. Cho nên phải bắt buộc phải ngân đôi ra để lấy thời gian chuẩn bị một cuộc tranh đấu dài hạn. Tại vì không phải chị ạ, cái nghị định cái hiệp định Paris là chỉ là tạm chia cắt hai miền 2 năm thôi nhé chị nhé, không phải lâu lâu dài đâu, 2 năm, và sau 2 năm này sẽ tổng tuyển cử. Nhưng mà chúng nó không làm như thế. Ông Diệm ông ấy công bố là miền Nam không có ký vào cái hiệp định Paris đấy, nên là không chịu chi phối bởi cái hiệp định đó, nên là nó đã có thằng Mỹ chống lưng để nó dựng nên cái chính quyền đó rồi. Thì vì cái việc không tổng tuyển cử mà nó thành lập một cái chính quyền mới thế để đối đầu với cộng sản ở ngoài Bắc thì mới xảy ra những cái chuyện sau này là mới phải là người Việt Nam đánh người Việt Nam. Nếu mà khi mà Mỹ lúc nó rút quân rồi, khi mà Mỹ rút quân nhưng mà nó vẫn còn để lại rất là nhiều các cái cố vấn ở bên này nhá, để tiếp tục là chia cắt đất nước Việt Nam đấy. Còn nhiều cái năm 7 năm mà khi nó chạy cái những cái máy bay của Mỹ ấy, nó bọn các cái cán bộ bên bộ máy ấy, nó cũng chạy theo các cái máy bay của sĩ quan Mỹ để đi sang bên Mỹ mà chị. Đến lúc đấy nó người Mỹ vẫn còn ở đây, nó vẫn còn cố vấn ở bên này, mà nó cố tình là chia cắt. Chứ không phải là nếu mà nó chấp nhận khi mà Mỹ rút rồi mà nó chấp nhận là hai bên hòa hợp với nhau mà phá bỏ cái chế độ theo cái tự do dân chủ ấy, thì theo bên này là xã hội chủ nghĩa, thì không bao giờ có cái việc là người Việt Nam mà phải đánh người Việt Nam như thế. Đấy là bất đắc dĩ cộng sản mới phải đánh cho cái chế độ tay sai. Đây và các em nhìn nhìn đây, các em có nhìn rõ không? Em nhìn rõ không? Có nhìn được kìa, nó hơi bóng một đây tí. Là người Mỹ người ta biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, nó không đồng ý, nó kêu mọi người nó biểu tình để chống chiến tranh Việt Nam, nhưng mà cái bọn ở Ba Que ở bên này nó không biết đâu. Đây, tại sao người Mỹ người ta đứng lên người ta biểu tình? Người Việt Nam mình cũng cần cảm ơn người dân Mỹ, tại vì người ta không có đóng thuế để ủng hộ cho cái cuộc chiến tranh đó. Cho nên Mỹ nó bắt buộc nó phải rút quân về Việt Nam, về Mỹ. Đó là lý do tại sao mà Mỹ không tiếp tục chiến tranh ở Việt Nam. Tại vì dân Mỹ nó không ủng hộ cho cái cuộc chiến tranh vô nghĩa đó. Và họ nói là cái cuộc chiến tranh này bọn Mỹ đã ủng hộ sai, không có đúng cái phía đó. Đúng rồi, người Mỹ là lúc đầu là họ không hiểu được cái cuộc cái nó cũng bị Mỹ dân mà nó cũng bị tuyên truyền mà. Nhưng mà khi mà con em Mỹ sang Việt Nam là chịu 58.000 người chết
ở Việt Nam nhá, thì những cái xác mà không tìm được ấy thì ít thôi, nhưng mà chị bảo cứ đưa người sang, đưa con em sang, xong lại chở xác về mà 5-8 nghìn người không phải ít đâu nhá chị nhá, rất là nhiều, và hàng có hàng mấy trăm ngàn người thương binh, vâng, mấy trăm người ngàn người thương binh mà Mỹ nó phải ngân sách của nó phải chi trả cho những cái người thương phế binh đó, và người ta vừa thiệt hại về người này, vừa thiệt hại về của này, rất là nhiều vũ khí, rất là nhiều tiền của để chi viện cho. Chi viện cho không gọi là chi viện mà đầu tư vào cái Việt Nam Cộng Hòa này. Nên là người Mỹ mấy chục năm như thế người ta cũng vừa nhìn ra được cái sự thật, và người ta cũng thấy là đầu tư vào nó là một cái việc vô ích, mà cái Việt Nam Cộng Hòa này cũng không làm được cái điều mà người Mỹ mong muốn. Nên là người ta, một là mình cũng sang bên ngoại giao và cũng tác động từ phía mình, thứ hai là tự người dân Mỹ người ta nhìn ra được, nên là người ta mới, toàn dân Mỹ người ta mới phản đối chiến tranh, thì mấy cả là kết hợp mấy cái trận thua Điện Biên Phủ trên không năm 1972 ở Hà Nội ấy, bao nhiêu B-52 mà bị bắn hạ ấy, là Mỹ nó phải rút quân năm 73. Đấy. Nó nhiều yếu tố gộp thành thì Việt Nam mới đánh đuổi được Mỹ. Mà theo cái phương châm của Bác Hồ nhận định năm 1968 để đánh cho Mỹ cút thì Mỹ mới nhào được, chứ còn thực chất là mình muốn giải phóng từ năm 1968 cơ, nhưng mà năm đấy thì thiệt hại hai bên về người rất là tàn khốc, rất là nhiều người đã phải bỏ mạng, nhưng mà mình vẫn không giải phóng được, bởi vì khi mà mình đánh vào cái dịp Tết đấy thì bên Mỹ nó cũng bị động, nhưng mà Mỹ nó chi viện kịp thời nên là mình cũng không giải phóng được. Đấy. Cái năm 68 đó, thực chất là khi mà mình đánh nhau giáp lá cà với nó thì mình thua. Trên chiến trường là mình thua, nhưng về chính trị đó thì là mình thắng. Tại vì người Mỹ cái thời điểm đó nó lên đến đỉnh điểm, nó phản đối chiến tranh. Nó không, nó đốt những cái giấy quân dịch, rồi nó không đi lính, rồi nó quyết nó chống lại cái cuộc chiến tranh đó. Đó là cái lý do mà người Việt Nam thắng lợi cái năm 68 đó. Trên chiến trường là mình thua, nhưng về chính trị là mình hoàn toàn thắng lợi. Tại vì cái thời chiến tranh đó là nó khốc liệt quá, cho nên dân Mỹ nó đồng lòng, toàn thế giới chứ không phải chỉ có Mỹ. Úc, Canada không có nhá. Canada không có người sang bên Việt Nam đánh nhau nhá. Cho nên nhiều người ta trốn quân dịch, người ta từ Mỹ, người ta sang Canada, người ta sống. Cho nên cái bọn mà ba que ở Canada, chúng mày câm mồm đi. Tại vì dân Canada nó không ủng hộ cái cuộc chiến tranh đó, và không có lính của Canada sang bên Việt Nam đánh nhau. Đó. Nhưng mình đấu tranh với chúng nó về mọi mặt chị ạ, về mặt tư tưởng này, về mặt chính trị này, ý nghĩa lịch sử. Nó chiến tranh trên nhiều mặt trận, ngoại giao nữa, nên là mình đấy, ngoại giao nhá, xong là tình báo nhá, chiến tranh mình toàn diện luôn, rất là giỏi, người cộng sản cực kỳ là giỏi luôn. Mà đến bây giờ nhá, sau hòa bình bao nhiêu năm, bọn ba que đấy có dám thò mặt ra đâu, nói cứ giấu cái mặt đi đấy, có thò mặt ra như chị em mình nhá, như em á, đầy đứa nó cũng dọa dẫm về nó lọ kia, nhưng em khóc sợ à? Sợ cái quái gì, mình chính nghĩa mình sợ cái gì? Mình chỉ là một người dân yêu nước, mình bảo vệ cho cái thể chế này, mình nhìn nhận được là quê hương là còn những có cái khó khăn, tuy khó khăn nhưng mà vẫn khá hơn ngày xưa rất là nhiều, cuộc sống người dân đi lên ấm no hạnh phúc, như thế là đã là quá là hài lòng rồi. Chị nói này, chị chỉ có lãnh đạo cái gia đình của chị có mấy mống thôi,
mà nó có loạn gì bà ngầu lên. Chứ đấy, đừng có nói một cái guồng máy lãnh đạo mấy bao nhiêu triệu dân, đúng không? Cho nên mấy là... triệu dân. Yeah, mỗi một gia đình nó đều có một cái khó khăn riêng, và mỗi một cái đất nước nó cũng phải có những cái không tốt và cái không tốt. Không có đâu là hoàn hảo hết. Cho nên mình sống ở đâu mình phải hiểu và học hỏi và tiếp thu và chịu khó học hỏi, chứ không phải cứ ngang tàng như cái bọn ba que đó. Ba que nó ngang tàng mà những cái sự suy nghĩ của nó rất là tiếng Anh nó gọi là stubborn, nó cứng đầu á, nó bướng, bướng nhất, bướng, đúng rồi, bướng để chúng nó ngang. Đúng rồi. Ừ. Chị ơi, so làm sao được Việt Nam với Mỹ? Sao chúng nó không so Việt Nam với các nước, một số nước ở ở khu vực Đông Nam Á hay là so với châu Phi đi chị? Không so với một số nước châu Phi đi. Mà chúng nó so Việt Nam với Mỹ là cái thằng đứng đầu thế giới rồi, mà Việt Nam đấy 5-7 năm mới giải phóng mà bị cấm vận từ năm 75 đến năm 1995. Năm bắt đầu là mình được mở cửa từ năm 1995 đến bây giờ là chỉ có hơn 20 năm thôi, mà làm được những cái thành tựu như thế này. Người dân rất là nhiều ở Việt Nam giờ có triệu phú, nhiều triệu phú đô la và có cả tỷ phú đô la rồi, chứ không phải là chuyện đùa. Mà những cái người dân thường thường như ở cái địa phương em ấy, công chức viên chức bình thường hoặc là người ta buôn bán nhỏ lẻ thôi, cuộc sống người ta cũng rất là ổn định. Người ta không phải là những cái áp lực như các chị nói là áp lực về thuế một năm này, luật thuế nhà này, luật thuế xe này, rồi là các loại thuế mà áp lực đè nặng lên vai người dân thế đâu. Đây bọn em thì thuế hình như là quên đi. Còn cái thuế giá trị gia tăng, chúng nó một năm mấy cái thằng dân chủ quậy ở trong nước nó chi tiêu được mấy đồng mà là nó cứ kêu là nó đóng thuế nhiều thuế. Người ta chi tiêu hàng một năm hàng... Chị giải thích cái thằng chim nó vừa mới nói là ở bên ở Việt Nam đi mua đồ ăn là cũng phải đóng thuế. Bây giờ chị mới giải thích cái đi mua đồ ăn phải đóng thuế như thế này này. Khi mình ở bên này, mình vào trong siêu thị để mình mua đồ ăn thì nó đều có một cái biên lai. Cái bên này đó nó tính ra ví dụ như 10%, ví dụ như mình mua 50 đồng chẳng hạn như thế, thì nó tính ra 10%, nó lấy cái thuế gia tăng đó. Nhưng chị đi ra những cái shop của người Việt Nam không có những cái receipt như vậy. Đó. Chuẩn. Mặc dù là cái luật là phải đưa, nhưng người ta không có đưa. Không có đưa. Thì những cái người mà buôn bán lẻ hoặc là như Việt Nam là bán rong thì sẽ không thu được những cái tiền đó cho chính phủ. Các bạn hiểu không? Đó. Còn cái thằng ấy nó nói là người ta đi mua rồi người ta đóng thuế cho ai? Nhưng khi mà không có cái receipt, không có cái bên này, không có cái gì hết thì làm sao mà chính phủ có thể thuê được, có thể lấy được cái thuế của cái người dân đó, là cái đúng thuế rồi. Gia tăng. Còn bên này nó khác, bên này không có bán hàng rong, hoặc những cái người mà chạy những cái thuế đó thì là người Á. Còn những cái siêu thị lớn, mình vào những cái siêu thị lớn hoặc đi đổ xăng hay bất cứ cái gì, nó đều có biên lai hết, và nó đúng nhìn rồi. Vào biên lai đó để chính phủ thu thuế ở đó thì mới lấy được cái thuế giá trị gia tăng của người dân. Còn Việt Nam đâu? Đúng rồi. Việt Nam làm sao đấy? Đúng rồi. Thế em thấy bên nước các chị ở ấy là nó thu thuế triệt để, tại vì yeah. Đọc trả tiền qua ngân hàng đấy đúng không? Đọc tiền nó ít tiêu dùng tiền mặt. Đúng rồi, không chạy đi đâu được mà cái tội trốn thuế ở bên đấy là tội phải đi tù ấy. Một là nó phạt rất là nặng. Phạt rất là nặng mà không phạt mà không khắc phục được thì phải đi tù. Nhưng ở Việt Nam đấy, cái thuế người dân hầu như em quên hết thuế, chẳng biết là mình đóng được mấy xu nữa, mình không có yeah. quan tâm. Mấy cái cách mà mỗi người dân đi làm ở đây là phải khai thuế làm sao?
Mỗi một năm nhà chị mới hôm qua mới đi thu, mới đi khai thuế tuần trước. Mỗi một năm cứ đến cái vụ khai thuế là người nào đi làm khai cũng phải đi khai thuế cho nhà nước. Trong khi khi mà người, cái người người ta phát lương đó, người ta đã khai thuế rồi, nhưng cái người mà công nhân á cũng phải đi khai thuế. Là mình thu nhập, cái gia đình mình thu nhập một năm bao nhiêu. Đấy, rồi là phải đóng thuế cho chính phủ. Thì chính phủ nó mới có tiền để nó phát cho người này, phát cho người kia chứ. Bây giờ không có, có thu được thuế thì làm sao mà phát. Cái ở Việt Nam mà áp, ở Việt Nam mà áp thuế như các chị nhá, người dân chết luôn, không chịu nổi nhiệt. Bên chị em cũng nói chuyện mấy chú ở bên bên Úc nhá, thu khoảng tầm 35.000 đô là đã đóng 20 đến 25% thuế rồi. 50.000 đô là đấy là một năm ấy, 50.000 đô là khoảng tầm 25 đến 30% thuế. À đúng rồi. Còn 100.000 đô đến đến 40 đến 45% thuế thì chị bảo là nó lột người ta một nửa cái số tiền người ta kiếm được, thế thì quá là dã man. Ở Việt càng Nam làm, á, càng làm ở Việt Nam nhiều tiền thì đóng thuế càng cao. Đấy, là như vậy. Nó bóc lột người ta dã man kinh khủng luôn. Chứ bên này nhá, em thấy những cái người mà kinh doanh buôn bán hoặc là người ta làm những cái dịch vụ ở xung quanh em ấy, mà những người chơi với em hoặc là đối tác của em ấy, người ta có người thu tỷ vài tỷ một năm mà có phải đóng thuế đâu chị, không phải đóng thuế đâu. Mà những cái doanh nghiệp trong nước này thì nói chung là như cái doanh nghiệp Coca ấy, ngày xưa nó trốn thuế Việt Nam, nó lách luật Việt Nam, nó trốn nhiều chứ. Chứ còn nó hoạt động ở bên Mỹ làm sao mà nó trốn được như thế. Thế đó. Bên đệ hai nữa là nói về cái chế độ phúc lợi xã hội. Thì đồng ý là cái bên Úc hoặc là bên Mỹ nó tốt rồi. Nhưng mà thằng kia nó cứ hỏi là đóng thuế thì về già được cái gì? Về già cái tuổi mình đóng gọi là bảo hiểm xã hội ấy, thì mình được hưu. Hưu là do bảo hiểm xã hội trả chứ đâu có phải là thuế trả đâu. Cái này chị bổ sung thêm một tí là như này nhá. Nếu như một người đi làm công nhân ở Việt Nam đến khi về hưu, họ được tiền hưu. Đúng. Họ được tiền hưu. Đó là lý do tại sao mà khi người ta già như là mẹ chị ngày xưa chỉ đi buôn bán thôi, không có làm cho nhà nước, thì đến già không có cái tiền gì cả. Tại vì mình đã buôn bán, mình làm bao nhiêu mình đút hết vào túi rồi, thì đến già thì mình đó. Nhưng cô chị đó, cô chú chị này kia các thứ làm cho nhà nước, thì đến bây giờ già rồi đấy thì mỗi một tháng là vợ này được bao nhiêu triệu, chồng này được bao nhiêu triệu, thế là cứ tưng tưng như là những người ở đây ăn trợ cấp vậy đó. Còn bố chị đúng đó, rồi chị chơi thôi. Vâng. Bố chị thời trẻ là đi thanh niên xung phong. Đi thanh niên xung phong thì đến bây giờ đấy, ông cũng chẳng có giấy tờ gì cả. Nhưng mà không biết làm sao, bố chị mê là thanh niên xung phong thì cũng có tên, có tuổi ở trong đó. Thì bây giờ được cái bảo hiểm không mất tiền. Đó. Thì bố chị là đi phục vụ cho bộ đội, đi thanh niên xung phong thì bây giờ già rồi. Thì là được cái bảo hiểm y tế. Không phải đóng. À, đúng rồi, miễn phí bảo hiểm y tế, nhà nước chi trả cho cái việc đấy. Đó. Đúng rồi. Chứ còn đấy, cứ đi sang Việt Nam mới cả là bên Mỹ. Còn cái mà là người ta nói là cái bọn ba que ở bên này nó tuyên truyền là những cái người đi làm cách mạng ngày xưa không được hưởng cái gì. Chúng nó nhầm rồi. Cái mà đúng người rồi. Ta được hưởng là người ta được thắng lợi. Cái đấy là người ta đã cái mục đích của người ta đi chiến đấu là bởi vì người ta muốn cho con em người ta được bình an, được tự do, được đi học, không bị bom đạn trên đầu nữa, thì người ta đã được hưởng cái đó rồi. Cho nên là khi mà người ta về già, người ta vẫn có tiền hưu người ta sống, nhưng mà cái lớn nhất là người ta đạt được cái nguyện vọng của người ta. Cái đó là cái người cách mạng mong muốn và họ đã được cái đó. Cho nên cái bọn ba que ấy, đừng có sủa nữa. Đúng không? Đúng rồi. Cuba. Còn cái thằng lúc đấy nó nói là nó thương Việt Nam ấy, nó thương người dân Việt Nam ấy, đúng là cái bọn dở hơi.
nó thương cái bản thân nó còn chưa xong ấy, còn thơ thương gì dân Việt Nam, viên dân Việt Nam cần gì đâu chúng nó thương. Bây giờ người Việt Nam là sung sướng. Cái thằng chim mì nó nói là mày không thích cộng sản thì mày về Việt Nam sống. Thế tại sao chim mì ạ? Tao nói bao nhiêu lâu rồi mà tao là cộng sản mà sao mày cứ thích đi vào đây mày nghe? Đúng không? Mày nghe để làm gì? Mày nói người ta là không thích cộng sản, à thích cộng sản thì về cộng sản mà sống. Vậy mày không thích cộng sản thì tại sao mày cứ ở trong này mày nghe, mày trả lời đi và mày sẽ trả lời được cái tại sao tao sống ở hải ngoại. Hiểu không? Đơn giản vậy thôi. Đó. Cái bọn mà nó làm cho Việt Nam Cộng Hòa ấy là nó làm về tiền chị ạ. À? Còn cái người Việt Nam mà đi chiến đấu ấy là vì quê hương đất nước, người ta không cần vì tiền. Mà bây giờ là nhà nước cũng đã chi trả, nhà nước cũng đã chi trả cho một là những cái người bị nhiễm chất độc màu da cam nhé, hay là người thương binh bệnh binh nhé chị nhé, hoặc là gia đình liệt sĩ nhé, người ta nhà nước cũng đều chi trả chứ không phải nói là không đồng nào đâu. Nhà nước đều phải có những cái chính sách là đền ơn đáp nghĩa chị ạ. Bọn em hàng năm đấy, bọn em phải trích tiền lương ra, là trích một ngày lương ra là nộp cho cái tiền đền ơn đáp nghĩa, mà cái người dân ai cũng có nghĩa vụ là phải đền ơn những cái anh hùng liệt sĩ hoặc là những cái chiến sĩ mà đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Chứ không phải là nói như nó là không được tiền đâu. Nhưng mà ở cái Việt Nam này vẫn nghèo. Tiền đô la không phải chi trả bằng tiền đô la như bên kia. Mấy cả bên kia khi mà Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ là những cái người mà như kiểu ăn lương liệt sĩ, mấy thương binh ấy, có được đồng nào nữa đâu. Đến bây giờ được cái gì? Ai trả? Còn không bằng cái người ở bên Cộng sản hay cơ. Cái bọn mà nướng cái thân rồi chết, chúng nó phải chết cho tự do ấy mà. Còn bây giờ còn là chết vô nghĩa cơ, chẳng được cái đồng nào. Mà thậm chí những cái người liệt sĩ của chúng nó ở bên đây nhá, còn mồ hoang, mả hoang ở bên đây còn không ai cần chăm sóc cơ. Chúng nó bỏ đi rồi, mồ mả cha ông chúng nó bỏ đi rồi. Nó mộ hoang thành những cái mộ hoang người ta tủi thân đấy. Đấy nói về cái lĩnh vực tâm linh người ta tủi thân. Còn đây nhá, những cái nghĩa trang liệt sĩ của mình ấy, từ Nam ra Bắc ấy, như bọn em lúc còn đoàn thanh niên ấy, cái ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, bọn em lên tận nghĩa trang. Có những cái đợt mà cả những cái cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhá, người ta đi lên cùng với những cái những người mà về tâm linh ấy, người ta cầu siêu để các cái liệt sĩ siêu thoát, chăm sóc về cả tinh thần, về cả vật chất cho những cái người có công với cách mạng, có công với đất nước như thế. Chứ không phải là như chúng nó nói đâu. Chúng nó ở đấy, chúng nó không hiểu cái gì mà chúng nó đọc nghe mấy cái đứa mà là nó thất học. Em nói là thất học thì nó có biết gì đâu. Nhân bất học bất chi lý mà. Nó biết gì lắm. Người ta bảo là không biết. Ví dụ như là học cùng một cái lớp lớp 10 chẳng hạn. Ví dụ cái bạn này, bạn ấy kém hiểu hơn, bạn không biết, bạn phải hỏi cái bạn giỏi hơn, hỏi với bạn lớp trưởng đấy. Không thì phải hỏi cô giáo giảng cho để bạn ấy hiểu. Nhưng mà đây nó lại hỏi cái bọn đã nó đã đuôi một mắt rồi, nó lại hỏi cái bọn mù, thì bọn mù nó dẫn nó xuống hố, nó vào cái chỗ tối. Thế hỏi đọc những cái bọn nó cho cái thông tin ảo, xong làm đọc cái bọn gọi là mù chữ ấy. Nhiều chị thấy nhiều người Việt Nam hay có phong trào đua nhau, chưa tìm hiểu cái gì, nhưng mà cứ thích a dua nhau thôi. Còn về cái nói về, chị có một cái câu hỏi nữa cho bọn Việt Nam Cộng Hòa là khi ở Việt Nam cầm súng chiến đấu thì chúng nó nhận lương tháng của bọn Mỹ, mỗi một tháng là bao nhiêu tiền đó, mà nuôi được cả một gia đình của nó, đúng không? Vậy đúng thì rồi. Bây giờ chúng nó sang Mỹ, khi mà mình làm cho một ông chủ đó trả lương, đúng không? Thì nó là ông chủ. Vậy chúng mày sang Mỹ, cái bọn ba que sang Mỹ, tại sao không đòi cái quyền lợi của mình, đúng không? Phải được ăn lương của Mỹ nữa chứ, đúng không? Đúng không rồi. Không phải là ăn lương trợ cấp đâu, mà là ăn lương về mình là một công nhân,
đúng không? Mình về hưu, mình làm cho nó, bây giờ mình về hưu, mình bị những cái này, thì chúng nó phải trả cho mình cái tiền đó, hiểu không? Đúng rồi. Dạ. Chứ nó chỉ lòe là... những cái người mà không biết rồi, những cái người mà ở đấy lâu năm như các chị thì làm sao mà nó lòe được. Hay là chúng nó cứ bảo là ở nó cứ thương Việt Nam mà không có cái nhân quyền mấy cả cái tự do ngôn luận không có. Nhưng mà chúng nó nói đấy là không có căn cứ gì nhá. Đây là thông báo là theo cái thống kê tháng 4 năm 2018 ấy, là của tổ chức Hút Sút và We Are Social ấy, Việt Nam có 58 triệu người dùng Facebook chị nhá, đứng thứ 7 thế giới trong cái top mà sử dụng mạng xã hội. Đấy là nói thống kê sử dụng Facebook là 58 triệu người. Còn ở Việt Nam này còn có Viber này, Zalo này, hay là Tango này. Đấy, có nhiều cái mạng xã hội khác nữa, nhưng đây chỉ thống kê riêng Facebook là có 58 triệu người, là hơn nửa cái số dân số dùng Facebook là đứng thứ 7. Và Việt Nam không phải là cái quốc gia tự do báo chí mà đảm bảo mà còn là đứng cái top đầu không? Thứ 7 trên 190 mấy nước thì đâu có phải là cái con số nó ít đúng không chị? Đứng số 7, thứ 7 thì sau như là Ấn Độ này, Mỹ hay là Indonesia hay là Philippines thôi. Nhá. Và cái báo chí trong nước và báo chí ở nước ngoài thì có hàng nghìn tờ báo, có hàng trăm kênh truyền hình và có trên 50 cái dịch vụ cung cấp về truyền thông, rất là nhiều. Chứ chúng nó nói là chúng nó không có căn cứ. Mình không phải là cái nước mà nó... cái điều đó nói lên là khẳng định rằng là chúng ta cái luận điệu là chúng ta bên Việt Nam ấy không tự do báo chí và không tự do ngôn luận là cái điều sai trái, mà là một cái điều xuyên tạc bị ổn. Còn đối với nhân quyền, chị ơi, đối với nhân quyền nhá, chúng nó cứ nói nhân quyền thì nhân quyền chúng nó hiểu cái gì là nhân quyền. Nhân quyền là được thể hiện vào các cái văn kiện của thế giới, các cái văn kiện quan trọng của Công ước Quốc tế về quyền dân sự này, quyền chính trị này, được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1966. Và Việt Nam có tham gia và đảm bảo hết tất cả những cái quyền lợi của người dân như thế. Nếu mà nói là không có tự do báo chí, không có tự do ngôn luận, tại sao mà ở trong nước nó mở hàng bao nhiêu cái diễn đàn mà chúng nó cứ nói ra giả suốt ngày, nó phê bán chế độ đấy, đúng không chị? Làm sao mở cửa cho chúng nó đấy, hoặc là những cái như chị đây là người nước ngoài đúng không? Chị cũng lên livestream mà chị kết nối được những người trong nước tự do như em nói đúng không? Thế đâu có phải là không tự do ngôn luận đâu. Nhưng mà tự do thì phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép, mình không được nói sai, mình không được nói xuyên tạc, nói bố láo, nói xuyên sai, nói xuyên tạc, hoặc là kêu gọi lật đổ thứ là vi phạm pháp luật, là vi phạm pháp luật. Chị nói cho các em nghe là hầu như đại đa số những người sang đây, không nói những giới trẻ, những cái người già mà sang đây mấy chục năm rồi đấy, hầu như họ không hiểu gì về luật pháp ở bên này hết. Chỉ những cái bình thường trong cuộc sống. Chứ còn những cái khác thì họ không có chịu để ý, không có chịu xem tin tức của cái, những cái nước này. Cho nên nhiều người á, người ta chả hiểu gì đâu. Chỉ có cãi ngang, cứ nghĩ Việt Nam ngày xưa, khi mà chị nói này, cái thời mà cải cách ruộng đất á, thì là cái pháp cái thời đó là cho người Việt Nam tự giống như là tự kết án cái bọn gì nhỉ, bọn địa chủ, đúng không? Thì cái năm chết đói, năm 4 năm chết mấy triệu người đó, mấy triệu người Việt Nam chết đói là do bọn Nhật với bọn Pháp phải không? Nó làm nên. Do Nhật. Thì đến khi mà giải phóng đó, thì là cải cách ruộng đất, thì là cho tự người dân đấu tố
cái bọn địa chủ đó. Tại vì cái lòng căm hận của người Việt Nam á, người ta căm hận đến tột độ rồi. Những cái bọn địa chủ thời gian đó chết đói rồi á, nó coi người ta không khác gì con súc vật hết. Nó đánh, nó đập rồi á, người ta bốc cám nợ, người ta ăn rồi nó cũng giết người ta rồi những kia các thứ. Cho nên những cái bọn địa chủ đấy bị những cái người dân, bị những người dân người ta đấu tố, chứ không phải là giống như là tự cho, giống như là thời buổi bây giờ ấy, ví dụ như là cho người dân tự do đánh bọn ba que thì bọn ba que đúng. Sẽ chết như những cái bọn địa chủ thời đó. Nhưng mà vì bây giờ chính quyền không cho phép người dân làm như thế, cho nên chúng nó không chết như là cái bọn địa chủ. Thì cái thời gian đó những cái người chạy vào trong Nam là hầu như cũng là cái dạng tầng lớp trên những cái người nghèo khổ. Cho nên trong cái óc họ vẫn còn cái hình ảnh của cái thời gian đấu tố đó. Họ sợ, họ nghĩ rằng, và những cái hình ảnh chết đói năm 4 năm vẫn còn trong cái đầu họ. Cho nên họ vẫn nghĩ dân miền Bắc là như vậy, chứ họ không có tìm hiểu, họ không có hiểu rằng miền Bắc bây giờ như thế nào, thời xưa như thế nào và thời nay như thế nào. Trong cái tư tưởng họ vẫn còn cái sự chết chóc vì đói, vì chết đói năm 4 năm đó. Cho nên họ vẫn mang theo trong người họ suốt cả cuộc đời như vậy. Họ truyền đạt cho con cái họ là như thế, như thế, như thế. Cho nên họ mới phải chạy đi, đúng không? Nhưng mà họ không tìm hiểu ngược lại là bây giờ cái dân miền Bắc như thế nào, chẳng hạn như vậy. Cho nên họ sợ là cái lý do như vậy, đúng không? Còn thực ra những người sống trước năm 7 năm, họ rất là sợ bị cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho họ là Việt Cộng, cho họ là Cộng sản. Cho nên cái hình ảnh, cái tư tưởng đó sang đến bên này, họ vẫn sợ. Đó. Đúng rồi. Người Việt Nam sang đến bên này, họ vẫn sợ. Cho nên cái cộng đồng Việt Nam đó, nó mới nhồi vào những sọ những cái người như vậy. Nó mới bưng bít thông tin, nó bịp bợm người ta để nó lừa đảo. Đó, đúng các rồi. Em hiểu không? Rồi nó dùng những cái tâm lý, tại vì ở bên này người ta buồn mà, tâm lý rồi nó gạ gẫm người ta để cho người ta theo nó. Nhưng thực chất càng ngày con người người ta càng tiến bộ, cho nên người ta hiểu được cái bọn cộng đồng ấy như thế nào. Cho nên ở bên này á, mấy triệu người Việt Nam ở hải ngoại đâu có theo chúng nó đâu. Đúng. Nếu như thực chất chúng nó muốn chống cộng, chúng nó chỉ cần ở bên này chúng nó làm được một cái cộng đồng thật là đàng hoàng, lo lắng cho người dân ở bên này, không cần phải lo cho người Việt Nam, chỉ cần lo cho những người gặp hoạn nạn, gặp những cái gì trắc trở cuộc sống ở bên này, họ bao bọc những cái người Việt Nam bên này, là chúng nó thắng lợi. Chúng nó không cần chống cộng sản. Chúng nó chỉ cần đa số. Yeah. Đúng rồi, đa số những cái người mà không lâu lắm rồi không về nước thì người ta vẫn có những cái nhìn như mà chị, như là chị nói ấy, là nghĩ là Việt Nam nghèo khổ, Việt Nam không có tự do ngôn luận, rồi là Việt Nam áp bức hiền với giặc, ác với dân. Nhưng mà những cái người mà người ta được về Việt Nam, như chị thường xuyên về Việt Nam, rồi những cái người khác về Việt Nam, kể cả những cái thành phần chống cộng cực đoan như ông Nguyễn Ngọc Lập ở bên Mỹ, hoặc là như một số người khác đã được về Việt Nam chứng kiến Việt Nam, thì người ta đều quay đầu ấy chị ạ. Người ta đều nhìn nhận là Việt Nam không phải là như chúng nó nói. Hoặc là những cái người bây giờ người ta cũng không dám lên truyền thông người ta nói, người ta chỉ gọi điện về cho những cái người mà yêu nước, người ta nói là tức chúng nó lắm, bởi vì ở bên đấy bao nhiêu năm trời cứ nghe chúng nó đầu độc vào đầu người ta như thế. Nhưng mà khi về Việt Nam người ta thấy sướng quá. Kể cả những cái người Mỹ gốc Mỹ chị nhá, người Mỹ gốc Mỹ là người Mỹ chính gốc, người ta sang người ta còn thích cái văn hóa người Việt Nam và thích cái cuộc sống người Việt Nam, mà cuộc sống của người Việt Nam là thăng long kẻ chợ, đi đâu cũng có hàng rong, rồi hàng những cái hàng vỉa hè đấy, rất là dân dã và nhiều đồ ăn ngon.
rồi là sống nó rất là dễ sống, nó không có như cái nước Mỹ là người ta sống bao nhiêu năm rồi, người ta rất là thích. Hoặc là lấy một cái ví dụ điển hình như này, những cái ca sĩ mà sang Mỹ kiếm tiền ấy, người ta sang Mỹ kiếm tiền ấy, bây giờ người ta đều quay về Việt Nam hết rồi, các cái ca sĩ nghệ sĩ như là đấy. Đấy, như chị vừa mới chợt nghĩ ra cái này, chị mới nói nè, cái bọn hải ngoại khi mà mình nói lên ấy thì chúng nó hỏi tại sao mày không về Việt Nam mà sống đó. Thế nhưng mà khi mà chị nói là những người ca sĩ tại sao bây giờ người ta lại quay về Việt Nam người ta làm ăn, người ta không ở bên Mỹ, thì chúng nó nói là tại vì người ta vì tiền. Mọi người có đang phải làm dễ kiếm đúng không? Mình đi vì Việt tiền. Nam là người... Đúng rồi. Thì chúng nó Việt nói Nam là mình ngoài cái việc ăn uống sinh hoạt gọi là những cái thiết yếu ra, người ta bây giờ nhu cầu giải trí người ta nhiều bởi vì cuộc sống người ta đi lên đúng không chị? Thế nên người ta mới quan tâm nhiều đến bóng đá này, rồi là ca nhạc này, những cái giải trí cho con người ta đấy. Nên người ta phải có tiền người ta chi trả. Như có những ca sĩ chạy show một đêm kiếm, người ta kiếm mấy ngàn đô mà người ta làm cả tuần luôn nhá, làm từ thứ hai đến chủ nhật nhá. Như là ở Mỹ ca sĩ chỉ hoạt động một cuối tuần thôi, hoạt động vào thứ bảy chủ nhật đấy chị ạ. Chứ còn ở bên Việt Nam thì ca sĩ có thể là làm suốt cả tuần. Người ta đi hội nghị này, người ta đi phòng trà này, người ta hát phòng trà này, hát hội nghị này, hát đám cưới này. Rồi là các cái hội nghị đều mời các cái ca sĩ, nhạc sĩ, rồi là MC. Người ta đi hoạt động và người ta kiếm tiền cả tuần luôn. Mà đồ Việt Nam thì rất là rẻ, người ta kiếm tiền người ta tích đấy thôi, chứ còn chi tiêu cũng chẳng đáng là bao, mà thuế cũng không, không phải đóng là bao. Như mình, một thiên đường cái phần ma quen Rocky chó phần núi thì đi ra đó các chờ tiền chút. Sao nó phản đối á chứ gì? Chạy loạn. Chạy loạn. Oh, chết. Trời ơi, chúng nó. Sao nó sủa nhiều thế chị? Hả? Sao nó sủa nhiều thế? Nó đang cãi nhau. Mình chạy ra đây cho nó xa, cho nó đỡ. Em thấy bao nhiêu ca sĩ ở Mỹ về Việt Nam hết rồi. Quang Lê này, Phi Nhung này, Bằng Kiều này, Thu Phương này, cái gì Lê nhỉ? Đập vỡ cái đàn là cái gì nhỉ? Đạn. Cái gì? Quang Lê. Về hết rồi, mà về chúng nó bên đấy chúng nó tẩy chay, người ta cứ bao giờ người ta bước về Việt Nam là chúng nó lại quay ra chúng nó tẩy chay. Hay con nhà ông Nguyễn Cao Kỳ đấy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên ấy, nó Nguyễn Cao Kỳ Duyên là gọi là bố người ta làm phó thủ tướng, người ta cũng còn về, còn quay về Việt Nam, người ta còn thấy cái tướng ở quê hương đất nước. Vậy là hóa ra những cái người ấy về Việt Nam là bây giờ người ta chạy tự do, tị nạn thì tự do, đúng không? Nó bảo là khi mà chị sang đây chị sống thì chúng nó nói là mình mày theo cộng sản, tại sao mày không sống ở đấy đi? Thế bây giờ những cái người ca sĩ bây giờ về Việt Nam làm ăn thì chúng nó bảo là người ta về đấy vì tiền, người ta về làm ăn. Thế còn mình sang đây vì tiền thì làm sao? Thế cho nên là cái bọn này nói chuyện nó ngu lắm. Đúng rồi. Ca sĩ chạy tị nạn tự do à? Ai bảo thầy chữ... À xong cứ bảo chúng nó là đu quàng tụt quần đấy chị. Cái đi của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa năm 75 mấy những cái năm chiến tranh ấy là đi là đu càng chạy khỏi Việt Nam. Nhưng mà bây giờ bảo là cái con nhà ông Phúc với mấy con nó đu càng à?
chúng nó ngu đấy, nó ngồi vé máy bay hạng thương gia nhá, nó sang đấy đàng hoàng, nó ngồi vé máy bay hạng thương gia, người ta phải ưu đãi cho nó, chứ còn không phải là đu càng đâu. Cái đu càng hai cái hình ảnh nó khác nhau à? Xong rồi à, chúng nó nói là người Việt Nam không có thiết kế được ra cái gì, rồi là cái gì. Thế bây giờ chị mới nói là cái người có tiền mua những cái đồ dùng hay mới là những cái người giỏi. Còn cái người mà làm ra cái đó, người ta giỏi, nhưng mà cái người có tiền để mua những cái đó còn giỏi hơn nữa. Thấy không? À đúng rồi, chuẩn luôn. Đúng không? Nên là người nhiều cái nhà mà sản xuất, người ta sản xuất ra, người ta phải người ta ở khách hàng là thượng đế mà, người ta phải ưu đãi mình, người ta phải ưu tiên mình, đúng không? Còn người ta làm được tiền để mua tiêu dùng, đấy là cái tài của người ta. Nam tiên ở cái hình thức nào nó chẳng cứ kiếm được tiền là giỏi rồi, đúng không chị? Chứ còn bảo là sản xuất thế, bây giờ mà chúng mày hàng ngày chúng mày ăn thực phẩm ấy, chúng mày ăn lúa ăn gạo ấy, chúng mày ăn thịt ấy, thế chúng mày có trồng ra để chúng mày ăn không, hay là chúng mày độc đi mua? Đúng rồi. Đúng không? Mấy chúng mày có tiền mua, cái người có tiền hưởng thụ mới là cái người hay. Đúng không? Đúng, bây giờ cái người nào mà ví dụ cả mình đi không sản xuất ô tô thì người ta lại sản xuất cái khác ra tiền. Ở Việt Nam có nhiều thế mạnh để làm kinh tế, chứ không phải là chỉ là sản xuất. Dần dần Việt Nam đến tới đây cũng có những cái nhà máy sản xuất, cũng có các cái hãng ô tô. Tới đây là sẽ có. Ở Hải Phòng ấy có cái hãng xe rồi đấy. Hình như có ông Trần Nhật Vượng ấy, thì ông tỷ phú đô la Trần Nhật Vượng ấy, chị nghe không? Đấy, ông ấy cũng là đang có kế hoạch là ông ấy sản xuất ô tô đấy. Người ta có tiền ở trong tầm tay người ta. Nhưng mà người ta thích tiêu dùng cái hàng của Nhật. Tại sao người ta phải thiết kế ra cái những cái đồ hiện đại? Tại vì người ta vì tiền. Không có tiền làm sao người ta thiết kế được ra những cái đó? Phải vì tiền, phải vì một cái gì người ta mới làm được ra. Người ta làm ra để người ta lấy tiền về. Và cái người người ta mua là người ta lại còn hay hơn nữa. Tại vì người ta có tiền để người ta dùng những cái thứ đó. Là người ta hay rồi. Ví dụ như bây giờ một cái nhà hàng rất là ngon, nấu rất là ngon, nấu chổng mông chổng tí lên, nấu rất là ngon. Nhưng mà cái người ta mang tiền đến đấy, người ta mua những cái đồ ăn đấy, thì là người nào là người hay hơn, đúng không? Đúng rồi. Chuẩn đấy. Mấy cả là cũng là làm tiền nhá, để phục vụ cuộc sống thì cái gì dễ làm hơn người ta làm trước. Còn cái mà nó khó làm hơn thì người ta làm sau, đúng không ở chị? Ở trên này có vừa chị nhìn thấy có người nói cái gì vuông vuông tròn tròn này, cái vụ học ấy nói mãi mà vẫn còn có người chưa hiểu cái ra. Cái vuông vuông tròn tròn là cái bọn nó ngu, nó mới phản đối vuông vuông tròn tròn chị ạ. Cái vuông vuông tròn tròn đấy là nó làm một cái mô hình, ví dụ như là một cái câu nhé, một câu tháp 10 đẹp nhất bông sen thì nó có 6 từ, đúng không? 6 từ là gộp vào thành một câu tháp 10 đẹp nhất bông sen. Nhưng mà những cái học sinh nó chuẩn bị vào lớp 1 đấy, nó bắt đầu làm quen đấy, thì là người ta phải tách tiếng ra cho chúng nó hiểu, thì người ta mỗi cái tiếng ấy người ta đưa một cái tam giác hoặc là một cái ô vuông hoặc là một cái ô tròn vào cái mô hình đấy, để người ta chỉ vào để nó phân biệt được là tháp 10 đẹp nhất bông sen đấy, nó không phải là chữ mà nó là mô hình để tách tiếng ra, là cho học sinh nó phân biệt là cái câu đấy là có 6 tiếng gộp thành. Thì sau khi đấy thì nó hình dung trong đầu như thế thì người ta mới đưa chữ vào, chữ tháp là gồm những cái chữ gì, là chữ áp tháp ươi 10 đấy, đưa vào thì học sinh nó học tiếng Anh ấy chị. Cái đó là cách phát âm. Rồi. Ví dụ như là trong cái từ đó phát âm nó có bao nhiêu cái lần phát âm, thì mình mỗi một chữ là một cái ô vuông. Chị nói cho các em nghe, không cần nói đến các cháu, mà ngay như bản thân chị sống ở hải ngoại này, khi mà chị học lái xe chị cũng phải học những cái hình đó.
tam giác rồi hình tròn rồi này kia các thứ. Các em có biết không, khi mà đi lái xe trên đường này, nhìn thấy một cái hình tròn này từ đằng xa, đâu đã ai nhìn thấy cái chữ gì đâu. Nhưng mà người ta đã biết được cái đó, biển hiệu đó là cái gì đó. À, đúng rồi. Còn cái hình tam giác hay là hình gì đó, người ta đi từ xa, người ta chạy xe phóng vù vù này làm sao mà dừng lại để mà đọc chữ được. Cho nên mình phải đọc, nhìn những cái hình bảng hiệu đó đã, nó để đấy là mình đã biết là ồ cái bảng đấy là bảng gì rồi, bảng phải dừng lại, hay là những cái biển mà người ta cho biết mình phải chạy bao nhiêu cây số một giờ đó. Là tất bảng tròn, bảng vuông, bảng gì với các thứ người ta đã phải để từ xa để cho mình nhìn thấy rồi. Chứ trời tối là một này, rồi chạy xe ở trên đường này, làm sao mà có thể dừng lại đây, còn mở to mắt ra đọc ở hình này là bảng sở tốt hay là đúng rồi, hình là phải nhường đường, là phải nhìn vào chữ thì mình mới hiểu được, không có như vậy. Hoặc là cái bài mà có mô hình vuông tròn ấy chỉ là mấy cái bài đầu của học sinh lớp 1 thôi chị nhá, chứ không phải nó dạy tất cả các cấp cái vuông tròn đấy đâu. Chúng nó ngu, chúng nó mới nói thế. Chỉ mấy ngày đầu là học sinh nó nhận biết được cái là người ta chuyển nó sang chữ, là nó hiểu được là các cái chữ đó nó như nào. Chứ còn mấy này một chút nữa chị muốn nói là chị nghe thấy cái bọn mà lên trên mạng mà ca sĩ rồi nhạc sĩ rồi này kia cũng hùa theo là vuông vuông tròn tròn đó, thì chị hỏi những cái đứa đó là chúng mày làm sao để biết phân biệt cái nhạc chúng mày đang hát nó hòa vào với cái nhạc mà người ta cầm cái cây đàn người ta đánh, đúng không? Đúng rồi. Cái cây đàn đánh chỉ có một cái dây thôi, mà chỗ nào là sòn đô la mi re đô la son na, mà những cái hình đó nó đâu có chữ đâu. Tại sao mà cái bọn nhạc sĩ lại hiểu được cái đánh như thế nào, đúng không? Đấy, nó đơn giản như vậy. Mấy nghệ sĩ ở trong nước mà Azure vuông vuông tròn tròn ấy bị người dân chửi cho dập mặt đấy chị ạ. Người ta tẩy chay nữa đấy, chứ không tưởng nó đơn giản đâu. Cứ Azure vào xong là làm ảnh hưởng đến xã hội đó. Những cái bọn đấy là bọn ngu, kém nhận thức. Em lên tí Trần Hậu Nam. À đúng rồi, chị cho mọi người lên đi, em nói lâu quá rồi. Em chào mọi người nhé. Ok, cảm ơn em nhé. Vâng, nào ai muốn lên thì bấm vào nhá. Hình như Lê Sảo nói cũng lâu lắm rồi. Lên đi Huỳnh. Còn bác que ở đây nữa không? Lại lên chửi nhau nữa. Phần lớn ở hải ngoại. Trần Hạo Nam ngu, Cuba mẹ mày. Cuba là thằng nào? Ê, hai con bò giải thích từ cái nò. Cái gì? Cái nò trong sách tiếng Việt lớp 1 hả? Hai con bò. Cuba ơi, muốn nói chuyện thì lên đây nói. Tao mời mày đấy. Đang nói hay. Vừa nãy có người muốn lên tí đâu rồi. Đúng là ai muốn lên thì bấm vào cái camera, cái máy hình nhá. Cuba là thằng ba que hả? Nó mang cả Cuba nó lên. Ở cái kia đang này. Ok, cái gì? Ai ok? Trần Hạo Nam, chị mời anh Hạo Nam. Hạo Nam bấm vào camera đi, bấm vào máy ảnh đi, thì chị mới mời được chứ chị đâu có con. Ok, hình như mình cũng gần hết pin rồi, xem có chat được. Em bấm rồi. Chị đang ngắt rồi.
No answer. Không, à, đang ad. Tại sao không có answer? Không có. Đang ad mà không biết được. Con dân chủ, cái gì? Con dân chủ chúng không có ý kiến gì cả. Sao không áp được gì cả? Bà, cụ ba sọc. Ba sọc. Bây giờ mình phải gọi là ba sọt. Cái lá cờ của chúng nó là lá cờ, chúng nó thường nói là hoàng kỳ. Hoàng kỳ là tiếng của Trung Quốc. Đó. Vòng kỳ. Vòng là vua, kỳ là cờ, đúng không? Ba sọc là xám. Đấy. Xám vòng có nghĩa là đời vua thứ ba. Đó là lá cờ của đời vua thứ ba của Trung Quốc sang Việt Nam để đô hộ Việt Nam. Ok, chúng mày hiểu cái nghĩa của cái lá cờ của chúng mày chưa? Bọn ba sọc. Ba sọt. Tiếng Trung Quốc, ba sọt là cặc. Các bạn cứ nói nó ba sọt cho Lisa. Khoa Lê. Quay cái điện. Cho nên là lâu lâu buồn buồn, hôm nay ở nhà không muốn đi đâu hết. Ở nhà tính dọn cái vườn này. Các bạn nhìn cái vườn của Lisa như cái bãi rác. Muốn dọn mà vừa mới cầm cái kéo lên một cái, cắt một cái thấy nó đi. À, chắc được rồi đấy. Đi xà ơi chào Niu bầy đàn ngu. Hello chào chị Lisa Vũ và bày các đàn. Anh em trên diễn đàn khó dẹp lắm. What? Lũ ngu đông hơn quân nguyên. Nghe rõ không ạ? Hello. Hello em. Vâng, chào chị. Em ở đâu? Và các anh em trên diễn đàn nhé. Tôi ở Hà Nội chị ạ. Hà Nội ạ. Dạ. Ừ. Hà Nội. Thì sao mùa này? Tôi muốn nói với... muốn phản biện với cả ba sọc về cái vấn đề mà nó gọi Hồ Chủ tịch là ông Hồ Quang hay ông Hồ Tập Xương. Đúng, Hồ Chủ tịch có thể là Hồ Quang và cũng có thể là Hồ Tập Xương, bởi vì Hồ Chủ tịch có rất nhiều tên khác nhau. Đúng rồi. Nhưng chung quy cũng chỉ là một người, đó là Nguyễn Ái Quốc. Hay tên thật. Đúng cha rồi. Sinh mẹ đẻ là Nguyễn Sinh Cung. Và cũng nói luôn để tại sao mà chúng nó nói rằng là cháu người này nọ. Thì tôi chỉ hỏi bọn ba sọc có một câu như thế này thôi. Khi Ngài Hồ Quang về hang Quắc Bó để gọi là thu. Ủa lại mất hà mạng rồi. Chính xác là như vậy. Như Khoa Lê vừa mới nói đấy. Thì Hồ Chí Minh rất là nhiều tên. Và tên thật là Nguyễn Sinh Cung. Tên của cha sinh mẹ đẻ. Đúng không? Còn những cái tên khác chỉ là những cái tên hoạt động thôi. Cũng như Lê Xà đây. Tên của Lisa không phải là Lisa, đúng không? Tên của mình không phải là tên. Chỉ là tên hoạt động thôi. Bởi vì mình sống để, ở đây. Để chứng minh nè, là Ngài Hồ Quang thì không thể nói tiếng Pháp trôi chảy được. Bởi vì chắc Ngài Hồ Quang chỉ biết nói tiếng Tàu thôi. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà Ngài Hồ Quang hay Già Thu đã về hang Quắc Bó thì chắc là Ngài ấy chưa đi Nghệ An. Cho nên ngày 2 tháng 9 ấy, Ngài lên trước quảng trường Ba Đình, Ngài đặt bằng tiếng thành phố Vinh ấy, Nghệ An ấy, thì chắc là Ngài Hồ Quang ấy không thể nói được với cái giọng của dân là Nghệ An Nam Đàn thế. Cho nên là cái điều này nó chứng tỏ một điều rằng đó là chính xác là Hồ Chủ tịch, còn tất cả các luyện điệu khác đều là xuyên tạc hết. Cho nên là nói để cho
mọi người để mà hiểu cái phương pháp coi là phản biện đối với bọn ba que. Đấy, cho nên là chúng nó có hỏi mình thì mình đúng. Tất cả những Hồ Chủ tịch rất nhiều bí danh, đi mỗi nước hoạt động là mỗi nước đã có hàng chục các bí danh khác nhau rồi. Để coi như là để tránh cái sự coi như là bắt bớ, cầm tù của chế độ thực dân để đấu tranh giải phóng cho dân tộc. Đấy. À, chính xác. Còn một cái vấn đề nữa về cái vấn đề mà tôi muốn nói về cái vấn đề mà học giáo dục để mọi người hiểu là đây là thực tế, thì 18 năm trước tôi đã dạy con theo cái phương pháp của tương tự như giáo sư Hồ Ngọc Đại, và từ lúc 3 tuổi thì đến 5 tuổi con tôi đã có thể cầm báo đọc oanh vách cho bố nghe mà không coi như là không phải đánh vần. Tức là đến lúc đấy là cháu còn chưa biết đánh vần luôn. 5 tuổi đã có thể cầm đọc báo được mà chưa học đánh vần, là cũng nhờ cái phương pháp của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Đấy, phân tách chữ âm ra. Đấy, bây giờ tôi chỉ xin hỏi rằng với bọn ba que là như này, với cái vấn đề phát âm đánh vần ấy, thì tôi hỏi chúng mày trong tiếng Anh ấy, cái chữ fuck you thì nó đánh vần kiểu gì? Được chưa? Yeah. Hỏi chúng mày luôn là cái thằng Cuba là cái chữ fuck you thì nó đánh vần kiểu gì? Đấy. Cho nên là không cần cái phần đánh vần nhá. Nói cho mày biết, trẻ con nó không cần đánh vần, nó vẫn có thể biết đọc. Còn cái phương pháp của giáo sư Hồ Ngọc Đại là rút gọn cái phần đánh vần để cho trẻ dễ nhớ và dễ học nhanh hơn. Đúng không? Đấy, đó là một phương pháp tiên tiến đã coi như là đã được đúc kết từ các nước tiên tiến và đưa về Việt Nam. Nên mọi người phải biết cái điều đó để phản biện lại cái luận điệu xuyên tạc. Đó. Còn cái vấn đề, tất cả những cái vấn đề khác, ví dụ như là kinh tế Việt Nam chưa phát triển thì thu nhập hiện tại của người dân Việt Nam là đã coi như là từ cái mức đói nghèo lên đã mức là không còn người nghèo nữa. Còn một số lượng rất ít thì nhà nước vẫn đang cố gắng chăm sóc nốt. Đúng không? Nên là bây giờ về Việt Nam đẹp lắm. Chứ không như mà cái ngày chúng mày chạy tụt quần sang Cali đâu. Nên là bây giờ nếu những anh em đồng bào mà gọi là hải ngoại ấy, nếu yêu nước, hiểu không? Thì hãy kết nối chặt chẽ Việt Nam với nước Mỹ. Mình hãy đứng là cái cầu nối để đưa Việt Nam sánh ngang cùng với các cường quốc khác, là góp phần bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc. Không một kẻ thù nào có thể dám xâm lược Việt Nam thêm một lần nữa. Đấy là các bạn đã coi như là giúp Tổ quốc rồi, thể hiện lòng yêu nước của mình rồi. Đấy. Còn về cái vấn đề mà các bạn nói rằng là tại sao người Việt Nam ra nước ngoài rồi là con cháu ông này ông kia rồi thế này, tất cả mọi người Việt Nam là ra nước ngoài du học là như thế nào, tôi chỉ muốn nói cho bạn biết này, nước Mỹ là nơi mà coi như là chiếm đoạt tất cả những cái tinh hoa của nhân loại. Ví dụ như đã câu kéo ông Ngô Bảo Châu, đúng không? Hoặc là sau chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các nhà khoa học Đức đều được nước Mỹ bốc đi hết. Nên nước Mỹ nó hội tụ tất cả những cái tinh hoa của nhân loại. Và người Việt Nam rất đau khổ là phải bỏ tiền ra để sang bên đó học. Là cái vấn đề thứ nhất, là chúng ta để học cái cách phát triển nền kinh tế thị trường mà có định hướng xã hội chủ nghĩa, làm sao cho nó phù hợp để cho mọi người dân đều được phát triển, cái nền kinh tế đều được đưa lên. Cho nên chúng ta bắt buộc phải bỏ tiền ra đi học là như thế. Là cái nhất. Cái thứ hai nữa là hiện tại là cái dân số Việt Nam cũng phát triển nó là quá lớn.
Em cứ nói đi nhá. Đất chật người đông. Vâng. Đất chật người đông cho nên là vấn đề di dân là nhu cầu. Người ta cũng muốn ở một nơi rộng rãi, đẹp đẽ. Đấy. Cho nên là cái vấn đề di dân là nhà nước ủng hộ. Đấy, cho nên là mọi người Việt Nam bây giờ có thể tự do ra vào Việt Nam hoặc đi bất kỳ nơi nào họ muốn sống. Đấy, và coi như là họ có tiền họ đi thôi. Nhà nước không có cấm đoán cái việc đấy, không phải vượt biên trái phép như ngày các bạn ra đi nữa. Đấy, Việt Nam bây giờ là một đất nước cực kỳ tự do hơn Mỹ nhiều. Đó, cho nên các bạn đừng có chống phá để tỏ cái tình cảm của mình với Tổ quốc. Còn tôi nói các bạn nói là chúng ta phải đa nguyên đa đảng. Tôi chỉ xin hỏi các bạn một câu. Bây giờ nước Nga là một nước đa nguyên đa đảng. Tại sao nước Mỹ vẫn chống phá, vẫn coi nước Nga như là kẻ thù? Đấy. Tại sao lại không chơi với nước Nga, một đất nước đa nguyên đa đảng như nước Mỹ? Đấy, cho nên cái lý do mà đòi đa nguyên đa đảng của các bạn là không hợp lý. Đó. Đó là cái thứ nhất. Một vấn đề nữa là tại sao Việt Nam lại không thể đa nguyên đa đảng? Nói là hiện tại, tạm thời, chưa thể làm cái việc đó. Bởi vì cái hình thái kinh tế phát triển của Việt Nam là kinh tế thị trường nhưng có định hướng xã hội chủ nghĩa để hạn chế những cái bất công trong xã hội như sự phân hóa giàu nghèo, để làm sao mà tất cả những người nghèo đều có cơm no mặc. Cho nên là cần một cái sự thống nhất về phương pháp phát triển và một cái sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Cho nên là chúng ta chưa đa nguyên đa đảng được như ý các bạn. Còn nếu chúng ta là kẻ thù của nước Mỹ thì cho dù Việt Nam có đa nguyên đa đảng thì chúng ta vẫn là kẻ thù của nước Mỹ. Đó. Như nước Nga thôi. Đó. Còn nhiều các cái vấn đề khác nữa nội tại mà tại sao mà Việt Nam cần các bạn xây dựng và phát triển Tổ quốc bằng cái nghị quyết 36 mở cho kiều bào hải ngoại có thể có hai quốc tịch, là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là muốn quan hệ sâu rộng hơn nữa với nước Mỹ thông qua các kiều bào hải ngoại. Để có những cái cầu nối, các bạn đã xây dựng một cái cơ sở, một cái nền móng ở tại nước Mỹ rồi, cho nên là muốn Đảng Cộng sản Việt Nam muốn mời các bạn tham gia vào quá trình xây dựng đất nước, đó, đầu tư về Việt Nam hoặc là đưa người Việt Nam ra nước ngoài. Đấy, đáng nhẽ các bạn phải tổ chức lại thành một cái khối đoàn kết để làm sao để chúng ta có thể đưa bớt người Việt Nam ra nước ngoài đi làm ăn kinh tế, thâm nhập sâu rộng vào thế giới. Bởi vì thế giới bây giờ nó phẳng rồi. Đấy. Các bạn đừng nên coi như là dùng cái phương pháp chống phá nữa. Các bạn chống phá Việt Nam là các bạn đang hỗ trợ Trung Quốc. Đấy không? Hỗ trợ những kẻ đang muốn xâm chiếm đất đai của Việt Nam. Chứ không phải là các bạn yêu quý gì Tổ quốc cả. Đấy. Các bạn phải hiểu, các bạn đấy là các bạn, hành vi của các bạn là đang giúp Trung Quốc, hiểu không? Chống phá làm cho Việt Nam suy yếu. Tôi nói về vấn đề đa đảng như thế, nước Nga đa đảng tại sao mà nước Mỹ nó vẫn chống phá? Cho nên các bạn đừng lấy cái đa đảng. Cái thứ hai, cái một điều nữa là các bạn chống Đảng Cộng sản. Nhưng Đảng là ai? Đảng không phải là một cá nhân, không phải là 14 ông bộ chính trị. Nhá. Đảng là mái nhà cho toàn thể nhân dân Việt Nam trú ngụ, là mái nhà che chở cho 95 triệu dân Việt Nam trú ngụ, đấy, cho cùng một nơi để thể hiện cái sự đoàn kết dân tộc, chứ không phải riêng Đảng, không phải một người,
Một người làm sai không phải là đại diện cho đảng. Hiểu không? Đấy. Kể cả có bắt hết 14 ông bộ chính trị tham ô hối lộ đi chăng nữa nhá, thì vẫn còn 95 triệu dân Việt Nam vẫn xây dựng đảng cộng sản lớn mạnh. Đấy. Cho nên là các bạn đừng nghĩ rằng một ai đó ông làm việc này việc sai, nhân dân đảng cộng sản Việt Nam vẫn loại trừ, vẫn đang ngày đêm coi như là trừ việc để cho đảng lớn mạnh. Đấy. Cho nên là vấn đề đa nguyên tôi đã trả lời với các bạn rồi, là không phải vấn đề chính, nó không đại diện cho tự do dân chủ. Đấy. Nhá. Nói chung là đa nguyên đa đảng là phải cần cái người dân phải cái kiến thức phải rất là cao, phải hiểu biết. Chẳng hạn như ở bên này á, mình đi bầu cử á, những cái đảng nọ, đảng xanh, đảng đỏ, đảng này, đảng kia nó xếp hàng hai bên, nó cười toe toét, nó chào mừng mình. Rồi nó đưa những cái giấy để quảng cáo cho cái đảng của nó cười như Liên Xô. Nhưng mà người dân đi vào bầu cử nào, nó cứ ra nó bầu cho nó cho tôi, bầu cho cái đảng này, đảng kia, rồi nó cho mình xem những cái tư liệu của nó. Chứ đâu có ai như mấy cái thằng ba que ở bên này đâu. Người ta động nói lên những cái gì người ta suy nghĩ là bắt đầu chúng nó quay ra chúng nó chửi. Chúng nó nói mày không thích thì mày đi về Việt Nam đi. Đấy, đấy là cái đảng của bọn ba que nó là như vậy các bạn. Nếu mà nó có tự do, chúng nó chính bản thân chúng nó đâu có hiểu biết đâu. Trong khi chúng nó sang đây mấy chục năm rồi, chúng nó cứ cấm người ta không được nói trái ý chúng nó. Vậy thì đảng gì? Và cái năm ở cái thời trước năm 7 năm á, nó có cho đảng đảng đối lập không? Chẳng hạn như là đảng gì nhỉ? Những người giải phóng quân ấy, đó là một đảng đó. Nó đâu có cho đâu. Nó tìm nó giết người ta mà. Cho nên người ta mới phải lui vào bóng tối để ta thực lại chúng nó. Chính bản thân chúng nó thời đó đa đảng có cái đảng nào không? Có cái đảng nào ngược lại với chúng nó là một cái thực tế đa đảng, đảng gì là Thái Lan đúng không các bạn? Cho nên là nói tóm lại á, người Việt Nam sẽ đa đảng nhưng mà không phải bây giờ, bởi vì cái dân trí của Việt Nam còn rất là lộn xộn. Ngay như cái chuyện vuông tròn méo thế giới người ta đã học từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ vừa mới ra một cái là người ta đâu có tiếp thu đâu. Người ta phản ứng lại và nghe theo cái bọn ở hải ngoại này. Chính chúng nó sang đây rốt như bò. Nhưng mà chúng ta lại dạy người Việt Nam. Thế mới tải. Đó là cái suy nghĩ của Lê Giang là như vậy. Yeah. Em nói. Thế là Thái Lan. Thái Lan một nước mà đã từng ra đài. Đó. Đã từng ra đài. Áo đỏ thì áo vàng. Hình như tiếng của em hơi bị nhỏ. Nói lớn thêm chút. Vâng. Đánh nhau ung thùm lên. Rồi còn đảng nọ đảng kia còn ném đi lại vào nhau. Sao người chết. Thì cái đa đảng. Khi kể cái đoàn họp chính phủ là họp nghị viện. Viện viện. Các ông nghị rút giày ném vào mặt nhau. Đánh nhau ngay trong nghị viện. Thế thì bây giờ Thái Lan đã họp Việt Nam. Có cái tất cả tập trung về đối một lời dân chủ và đất nước Việt Nam bây giờ đã được thực hiện trong khi Việt Nam có tình trạng là đảm chính dân chủ liên minh nắm quyền và có tình trạng là đảng lớn hơn có tình trạng thì người mỹ tiếp tục tham vấn. Nghe nói đi đâu rồi. Sorry nhá, Lê Giả vừa chạy vào đấy. Cho nên cộng sản là nên bố chúng mày phải thực quân. Nói đến đâu rồi? Như cái tiếng cái loa của em nó không nghe được sao? Không có rõ. Phải không các bạn? Các bạn có nghe thấy không? Hay là Lê Giả không nghe thấy?
chắc là em bịt vào cái loa đấy. Ờ đây đây, dạ. Yeah, lúc đầu cầm cầm tay vào cái loa. Ừ. Cho nên là Thái Lan đã học Việt Nam đấy và quy tụ tất cả các đảng phái về một mối do một nền quân chủ nắm quyền thôi, cho, không có đảng phái gì hết. Cho nên là Thái Lan bây giờ phát triển rất chi là ổn định. Cho anh Nam nên và một sự ổn định về chính trị sẽ mang lại một sự ổn định và phát triển về kinh tế. Không nghe thấy. Thôi được rồi. Yeah. Ok. Chị nghe thấy gì không? Bây giờ nghe nút được nút không em ơi. Em nên 15 phút vâng. Thôi. Trần Hạo Nam. Vâng. Chị cho Hạo Nam lên đi. Cho Hạo Nam lên nhá. Ai muốn lên thì bấm vào nhá. Hình như chị nói Hạo cũng xài nút hồi nát nữa mà nó hết pin thì... vâng. Ok. Cảm ơn em cho nhé. Cho Hạo Nam lên đi. Chúc em một ngày nữa. Vâng, vâng. Vâng. Gia đình mọi người nhá. Khỏe mạnh nhá. Bye bye em. Thái Lan học Việt Nam nghe mắc gì ạ? Là sao? Những gì về cái chỗ đấy, nhưng mà lên thì cứ nhìn cái bề mặt xong rồi so sánh này kia các thứ. Tại sao mình sống ở hải ngoại mình không so sánh với những người ở hải ngoại? Mình sống ở đâu thì mình nên so sánh ở đó. Chứ cứ ở cái núi nọ trông cái núi kia, cái nhìn cái núi kia thì cái núi kia nó phải cao hơn rồi đúng không? Cứ so với chả sánh suốt ngày thôi. Mà bản thân mình thì không đi so sánh đi. Tại sao mình không so sánh với những cái người Tây á, những người ở cái xứ này, đất này, những cái người Mỹ, người này, người kia, mình không so sánh với người ta. Cứ so. Ngay như ở trong cái đất Mỹ không có người giàu, người nghèo, người xấu, người đẹp, người ngu, người giỏi. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Đúng không? Nào em nào muốn lên nữa không? Không lên nói một lúc nữa rồi. Chị cũng đi làm đây. Cái gì? Nũ bỏ đỏ cộng sản Việt Nam hết ăn xin Nga rồi này tàu. Bây giờ tính ăn xin Mỹ viện trợ nữa. Nũ bỏ đỏ cộng sản Việt Nam tụi mày ăn xin miết vậy à? Thế ngày xưa chúng mày mấy chục năm ở cả một cái chế độ, một cái guồng máy ở trong miền Nam á, ăn xin của thằng nào vậy? Hả? Chúng mày ăn ngày ăn đêm, ăn trên ăn dưới. Cho nên người ta, cái người dân Mỹ người ta không ngu, người ta không cho chúng mày hốc nữa. Hiểu không? Chúng mày gian lận rồi hối lộ rồi có một cái thiếu một cái gì không? Cộng sản chỉ bằng một cái móng chân của chúng mày thôi. Cái nói về cái ăn hối lộ chưa là cái gì đâu, cộng sản. Đúng không? Cuba ơi, mày cũng là bỏ đỏ đấy con à. Thụy Điển có trên 10 đảng mà đảng Cộng sản thắng cuộc. Ok, Lý Sảo cũng nói rất là nhiều rồi. Bây giờ không còn cái đề tài gì để nói nữa. Nói rất là dài rồi. Giờ cảm ơn các bạn lắng nghe nhá. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ. Bye bye.